Ok, donc bonjour à tous. Donc nous allons commencer par un cours général sur le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil pour parler de son idéologie, un peu du diagnostic et des principales complications de cette maladie. Xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái phần tổng quan về cái bệnh lý là hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ nhắc đến những cái điểm chính nhất về cái tổng quan về cái bệnh lý này. Donc tout d'abord, situer cette maladie des syndromes d'apnée obstructive parmi l'ensemble des troubles respiratoires au cours du sommeil. Và đầu tiên thì cái bệnh lý hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì nó nằm ở trong cái nhóm bệnh đó là có cái rối loạn về hô hấp trong khi ngủ. Donc le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, bon, il en manque une. Donc le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil est la principale pathologie des troubles respiratoires au cours du sommeil. En dehors de cela, il y a d'autres pathologies dont on ne parlera pas aujourd'hui. Le syndrome d'apnée centrale au cours du sommeil avec plus ou moins respiration de Chenstocks et les syndromes d'hypoventilation alvéolaire, notamment l'overlap syndrome, association BPCO-SAOS et le syndrome obésité-hypoventilation. Và trong các cái rối loạn giấc ngủ này thì chúng ta sẽ hay gặp nhất đó là cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu nói về cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ này. Ngoài ra thì sẽ còn có các cái hội chứng ngừng thở trung ương, hội chứng giảm thông khí, giảm oxy ban đêm hay là hội chứng trồng lấp với cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang thì sẽ không có ở trong cái buổi học này, mà chúng ta sẽ tập trung chủ yếu ở cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Donc à partir de maintenant, nous allons parler uniquement du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ ngày hôm nay. Ce syndrome d'apnée obstructive se définit par deux critères. Un critère lié à l'enregistrement polygraphique ou polysonographique avec un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure égal ou supérieur à 5 et des critères cliniques. Des symptômes diurnes et nocturnes qu'on va revoir. Và cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì chúng ta được định nghĩa bởi hai cái đặc điểm chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy có các cái chỉ số ngừng giảm thở hay thức giấc ban đêm liên quan đến gắng sức hô hấp, và các cái chỉ số này thì sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 5 mỗi giờ. Và ngoài ra thì còn có một cái triệu chứng lâm sàng, đó là bệnh nhân buồn ngủ ban ngày quá mức hoặc là các cái triệu chứng lâm sàng khác gợi ý. Donc cette pathologie a été décrite comme indépendante par essentiellement par le français Christian Guy Milhaud, vous voyez, dans les années 1970. Et ensuite seront précisés les critères diagnostiques et de gravité de la pathologie, avec bien sûr une gravité croissante selon le nombre d'apnées d'hypopnées par heure de sommeil, selon l'index d'apnée hypopnée. Và cái bệnh lý ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ này thì chúng ta thấy rằng nó là một cái bệnh lý độc lập, và như chúng ta đã biết thì được tác giả Guylain Minot đưa ra từ những năm 1970, và theo định nghĩa của Hội giấc ngủ Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là có thể phân chia cái mức độ nặng của hội chứng ngừng thở khi ngủ thông qua các cái chỉ số về chỉ số ngừng giảm thở khi ngủ, và chỉ số ngừng giảm thở khi ngủ càng tăng thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ nặng của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì cũng tăng theo. Pour situer les choses, pour les index d'apnée hypopnée et la gravité de la maladie, de 5 à 15, on parlera de syndrome d'apnée léger, puis bon, moyen entre 15 et 30, et au-delà de 30, de syndrome d'apnée sévère qui nécessite un traitement efficace.
Và với cái sự phân chia này thì nếu chỉ số ngưng giảm thở từ 5 đến 15 là chúng ta xếp loại vào hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nhẹ, từ 15 đến 30 là mức độ trung bình và lớn hơn 30 là mức độ nặng. Và với những cái mức độ như thế này, mức độ nặng như thế này thì bắt buộc phải điều trị cho bệnh nhân. Sur le plan d'épidémiologie, c'est une pathologie fréquente qui atteint 5 à 10% de la population dans l'ensemble des pays, avec une répartition homogène sur l'ensemble de la planète, aussi bien dans les pays d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Et notamment au Vietnam, on avait conduit une étude épidémiologique dont on pourra reparler, l'étude de EFSASI, qui avait montré une incidence de 7 à 8% de cette pathologie chez les adultes. Và về cái yếu tố dịch tễ học của hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta thấy rằng đây là một cái bệnh khá phổ biến nhưng mà ít được biết tới, và tỷ lệ của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này rơi vào khoảng 5 đến 10%, và cái tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó đồng nhất ở trên toàn thế giới từ các cái nghiên cứu của Mỹ hay là ở châu Âu hay là châu Á. Và chúng ta thấy rằng là không có sự khác biệt ở các nước phát triển và đang phát triển. Ở Việt Nam thì theo nghiên cứu EFSASI thì cái tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ cũng rơi vào khoảng 2 đến 8%. Cette pathologie représente un véritable problème de santé publique du fait de ses conséquences, donc deux grands ordres de conséquences, celle liée aux perturbations du sommeil qui vont entraîner un risque de somnolence diurne excessive et notamment un risque d'accident de la route, du travail, et d'autre part les risques liés à l'hypoxie intermittente nocturne qui entraîne un surrisque cardiovasculaire en raison de la stimulation adrénergique, notamment qu'entraîne cette hypoxie intermittente nocturne. Với cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì chúng ta sẽ thấy là nó gây nên rất là nhiều các cái hậu quả về mặt sức khỏe cho cộng đồng. Đầu tiên đó là các cái bệnh lý về tâm thần kinh, và cái buồn ngủ ban ngày quá mức này nó sẽ gây ra một loạt các cái biến chứng, các cái hậu quả ví dụ như là các cái tai nạn giao thông hay là tai nạn sinh hoạt và các cái rối loạn về nhận thức. Ngoài ra thì do cái hiện tượng đó là giảm oxy máu ban đêm và dẫn đến một loạt các cái bệnh lý về tim mạch, và những cái cơn ngừng thở này nó sẽ kích hoạt cái hệ thống giao cảm và dẫn đến các cái nguy cơ về các bệnh lý tim mạch, ví dụ như là cao huyết áp hoặc là các bệnh lý mạch vành. On sait notamment que le risque cardiovasculaire, hypertension artérielle, d'insuffisance coronarienne et d'accidents vasculaires cérébraux sont multipliés par 2 à 4 en raison de cette pathologie. Và các cái nguy cơ tương đối mà bệnh lý ngừng thở khi ngủ này dẫn đến các cái bệnh lý về tim mạch, chúng ta thấy rằng là nó làm tăng cái nguy cơ cao huyết áp, rồi bệnh lý mạch vành, rồi các tai biến mạch máu não lên gấp từ 2 đến 4 lần. Concernant la physiopathologie de cette maladie, vous savez qu'elle est liée à une obstruction répétée des voies aériennes supérieures au cours du sommeil, due, on va le voir, à un relâchement excessif des muscles dilatateurs du pharynx, avec une qui va entraîner une fermeture progressive des voies aériennes supérieures dans la région rétrobasilinguale et provoquer ces hypopnées et apnées obstructives au cours du sommeil. Nhắc về sinh lý bệnh của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta sẽ nhắc đến là có cái tắc nghẽn ở đường hô hấp trên. Và cái nguyên nhân của cái tắc nghẽn đường hô hấp trên này thì chúng ta thấy là có giảm trương lực cơ ở vùng hầu họng và sẽ dẫn đến là cái đường kính của đường hô hấp trên sẽ bị hẹp trong khi ngủ và sẽ dẫn đến những cái cơn ngừng thở hoặc là giảm thở sẽ lặp đi lặp lại trong đêm. Ce collapse, oui, on peut passer suivant. Ce collapsus pharyngé est la conséquence d'un déséquilibre en fait entre les forces générées par les muscles dilatateurs du pharynx qui sont diminuées et la pression négative à l'inspiration. Và cái vấn đề về xẹp ở cái đường hô hấp trên này thì do cái sự mất cân bằng giữa hai cái yếu tố. Thứ nhất đó là các cái lực mà tạo ra bởi các cái cơ giãn ở vùng hầu họng, và thứ hai đó là áp suất âm ở trong giai điệu ở trong cái thì thở vào. Donc chez les patients qui présentent cette pathologie, il y a une augmentation de la compliance du pharynx avec une perte d'efficacité des muscles dilatateurs pour des raisons qui ne sont pas toutes expliquées d'ailleurs. On verra les facteurs favorisants, mais tout n'est pas encore clair dans la physiopathologie détaillée de cette maladie.
Và với những cái bệnh nhân mà bị mắc cái chứng ngưng thở này thì chúng ta thấy rằng là có cái tăng tính mềm dẻo của cái vùng hầu họng, tức là cái vùng hầu họng này nó sẽ dễ xẹp hơn do các cái mất cái hiệu quả của các cái trương lực cơ giãn ở vùng hầu họng. Và đây thì người ta thấy rằng có thể là cái nguyên nhân chính dẫn đến mà có thể giải thích ở trong cái sinh lý bệnh của bệnh nhân. Si on regarde comment cela se traduit sur les enregistrements polygraphiques ou polysomnographiques, on voit que l'enregistrement de la respiration nasale qui est ici montre qu'il y a des épisodes répétés d'arrêt respiratoire avec conservation ici de l'activité des muscles et des mouvements thoraciques et abdominaux jusqu'à la réouverture des voies aériennes supérieures, à la reprise respiratoire, puis à la survenue d'une nouvelle apnée. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái bản ghi của đa ký hô hấp hoặc là đa ký giấc ngủ. Thì chúng ta thấy trên cái đường màu đỏ này sẽ là cái đường mà flow, tức là đường về lưu lượng thở của bệnh nhân. Với những cái đoạn mà hình chữ nhật màu đỏ đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái cơn mà ngưng thở của bệnh nhân. Và ở phía dưới thì ở hai cái đường phía dưới này là cái đường cử động ngực bụng của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ vẫn còn các cái cử động ngực bụng. Và ở sau mỗi cái cơn ngừng thở này thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có hít thở lại được và sau đó lại tiếp tục những cái cơn ngừng thở tiếp theo. On voit une des conséquences principales de ces apnées obstructives avec les désaturations, les chutes de la SpO2 qui se déroulent au cours et suivent chaque apnée avec ces oscillations de la courbe de SpO2, donc cette hypoxie intermittente. Và một cái hậu quả mà chúng ta thấy ngay lập tức ở đây trên cái bản ghi này đó là cái sự giảm độ bão hòa oxy máu ban đêm của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rằng là cái đường bão hòa oxy máu ban đêm của bệnh nhân này thì nó sẽ có những cái sự giảm độ bão hòa oxy máu tương ứng với cả đằng sau những cái cơn ngừng thở. Và đây và với cái hình ảnh này thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng đó là giảm oxy máu ngắt quãng ở ban đêm. Selon le degré d'obstruction des voies aériennes supérieures, cela va se traduire par différents événements respiratoires. Donc, plus le collapsus pharyngé est important, on va voir ces différents événements. D'abord, un rétrécissement des voies aériennes, une vibration des parois qui va entraîner le ronflement et une limitation du débit inspiratoire avec ce plateau inspiratoire, limitation de débit inspiratoire. C'est le premier événement avec ronflement. Và các cái biến cố hô hấp này thì nó sẽ tương ứng với cả cái mức độ xẹp ở cái đường hô hấp trên. Và ở cái hình thứ hai thì trên dưới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đường hô hấp của chúng ta bị hẹp nhẹ và khi đó thì sẽ có cái sự rung và tương ứng với đó là bệnh nhân có các cái triệu chứng ngáy. Và về biến cố hô hấp ở trên bản ghi thì chúng ta sẽ thấy là có cái hiện tượng đó là giảm lưu lượng của cái đường thở vào của bệnh nhân và chúng ta sẽ thấy giống như những cái đường bình nguyên như vậy. Ensuite, ce relâchement s'accentuant, on va avoir un rétrécissement plus important des voies aériennes supérieures, une diminution de plus de 50% de l'amplitude respiratoire, qui se traduit par ce qu'on appelle l'hypopnée. Và ở hình thứ ba thì chúng ta thấy rằng là cái đường hô hấp trên của bệnh nhân đã bị hẹp hơn nữa và khi này thì chúng ta sẽ thấy lưu lượng thở của bệnh nhân đã bắt đầu giảm hơn nhiều và ở đây là người ta thấy rằng là giảm trên 50% và định nghĩa rằng đấy là cái cơn giảm thở. Et enfin, une fermeture complète des voies aériennes supérieures avec une apnée obstructive. Và cuối cùng là đường hô hấp trên của bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn và tương ứng với đó là biến cố ngừng thở hoàn toàn. Chúng ta gọi là cơn ngưng thở. Voici notre présentation des différentes conséquences de ces apnées obstructives. L'apnée est ici. On voit ici, par l'enregistrement de la pression œsophagienne qui n'est plus faite en recherche et encore, l'augmentation des efforts respiratoires au cours de l'apnée, la désaturation, et on voit ici l'accélération du rythme cardiaque lors de la reprise respiratoire, et au-dessus, sur les tracés des électroencéphalogrammes, la survenue d'un micro-éveil lors de la reprise respiratoire après l'apnée obstructive.
Đây thì chúng ta sẽ thấy cái đường màu tím đấy là tương ứng với cả một cái cơn ngừng thở của bệnh nhân, và ở phía dưới thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực của thực quản bệnh nhân vẫn còn, và ở phía trên thì do cái hiện tượng là sau mỗi cái cơn ngừng thở thì có cái hiện tượng là bệnh nhân sẽ lấy lại cái nhịp thở của mình sau một cái giai đoạn là giảm độ bão hòa oxy máu, và cái giai đoạn mà tăng nhịp tim cộng thêm với cả sự biến đổi ở trên điện não đồ có cái sự thay đổi so với cả cái 10 giây một cái đoạn phía trước, thì ở đây chúng ta gọi là các cái vi thức, cái thức giấc ở trong đêm. Donc ces phénomènes d'obstruction répétée des voies aériennes supérieures vont entraîner une cascade d'événements avec donc l'hypoxie, voire l'hypercapnie, mais surtout l'hypoxie intermittente nocturne, l'augmentation de l'effort respiratoire pour permettre la reprise respiratoire, entraînant des micro-éveils lors de la reprise respiratoire, la perturbation de la qualité, la fragmentation du sommeil avant la réouverture des voies aériennes et ainsi de suite. Và cơ chế của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì chúng ta thấy nó giống như là một cái chu trình. Bắt đầu từ những cái cơn ngưng thở sẽ dẫn đến là làm giảm oxy máu và tăng khí carbonic và tăng cái sự gắng sức của bệnh nhân ở trong đêm. Và qua đó thì nó sẽ làm xuất hiện một loạt các cái vi thức tăng hoạt động của các cái trương lực cơ, làm mở các cái đường hô hấp trên. Và cứ như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái chu trình làm cho bệnh nhân sẽ bị các cái cơn ngưng thở lặp đi lặp lại trong đêm. Donc, tout ça va entraîner, je l'ai dit, deux ordres de conséquences. La fragmentation du sommeil entraîne des risques de somnolence diurne excessive. Et l'hypoxie intermittente est responsable des complications cardiovasculaires à moyen et long terme. Và cuối cùng là cái hậu quả nó sẽ dẫn đến đó là các cái sự phân mảnh về giấc ngủ ở trong đêm. Ngoài ra thì cái sự buồn ngủ ban ngày quá mức nó sẽ làm dẫn đến một loạt các cái biến chứng về tim mạch và làm tăng các tỷ lệ tử vong và các cái bệnh lý đi kèm. On peut passer. Ok, ça c'est l'illustration des perturbations du sommeil avec en haut un hypnogramme d'un jeune adulte normal avec des cycles de sommeil bien représentés avec les différentes phases, sommeil lent profond, sommeil paradoxal. Et en dessous, l'hypnogramme d'un patient atteint d'un syndrome d'apnée obstructive sévère avec un sommeil très fragmenté, de nombreux éveils, absence pratiquement de sommeil lent profond et très peu de sommeil paradoxal. Ở trên slide này thì chúng ta sẽ thấy hai cái biên đồ về giấc ngủ. Cái biên đồ đầu tiên thì chúng ta thấy rằng đây là các cái giai đoạn giấc ngủ bình thường của bệnh nhân, và với cái chu kỳ giấc ngủ bình thường như thế này thì chúng ta thấy bệnh nhân có những cái giai đoạn là ngủ đông và những cái giai đoạn là ngủ sâu, hay là được gọi là cái giấc ngủ bình thường. Thế còn ở phía dưới là một cái biên đồ giấc ngủ của một bệnh nhân bị ngừng thở khi ngủ, thì rõ ràng chúng ta thấy rất nhiều các cái phân mảnh về giấc ngủ của bệnh nhân, rất là ít các cái cơn rơi vào được các cái giai đoạn giấc ngủ sâu, mà bệnh nhân chủ yếu là ở giai đoạn giấc ngủ đông. Fragmentation du sommeil et hypoxémie vont avoir aussi un retentissement qui va être synergique et qui va s'additionner pour entraîner des risques de troubles cognitifs, de troubles de la mémoire et d'attention, en particulier chez les sujets âgés, responsables, on le sait maintenant clairement, d'une aggravation, par exemple, chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et on sait que cette pathologie est un facteur au moins aggravant des maladies neurodégénératives. Và cái hậu quả của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thông qua hai cái cơ chế đó là các cái giấc ngủ bị phân mảnh và thiếu oxy, nó sẽ ảnh hưởng đến các cái rối loạn về tập trung, rối loạn về ý thức cũng như là trí nhớ, nhất là đối với những cái bệnh nhân mà cao tuổi, ví dụ như là hội chứng ngừng thở khi ngủ này mà xuất hiện ở những cái bệnh nhân Alzheimer hoặc là những cái bệnh nhân mà đã có rối loạn về tâm thần kinh trước đó, thì cái hậu quả và cái sự biểu hiện của bệnh nhân sẽ rõ ràng hơn. Alors comment fait-on le diagnostic de cette pathologie? Eh bien, on va être orienté par toute une série de signes cliniques diurnes et nocturnes qu'on va revoir, et le diagnostic devra être affirmé par un enregistrement nocturne, polygraphie ou polysomnographie. Và để chẩn đoán hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ thì chúng ta sẽ dựa trên một loạt các cái dấu hiệu lâm sàng, các cái dấu hiệu về ban đêm mà chúng ta sẽ xem tiếp sau đây. Và để xác nhận được, tức là chẩn đoán xác định được cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, thì bắt buộc chúng ta phải đo đa khí hô hấp hoặc là đo đa khí giấc ngủ.
Donc la première étape va être l'identification et l'orientation clinique à partir des symptômes dont on va en parler. Ensuite, l'étape diagnostique avec la réalisation de l'enregistrement nocturne polygraphique ou polysomnographique qui, pour les formes les plus sévères, va déboucher sur un traitement et le suivi du patient. Và với cái sơ đồ về chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì đầu tiên là chúng ta sẽ xác định và định hướng lâm sàng thông qua những cái dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta sẽ chẩn đoán xác định các cái biến cố hô hấp thông qua đa ký hô hấp hoặc là đa ký giấc ngủ, và nếu như mà bệnh nhân bị mắc cái hội chứng này mức độ nặng thì chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân và có kế hoạch theo dõi. Les signes cliniques diurnes de cette maladie sont liés aux perturbations du sommeil qu'on a décrites, avec les risques d'hypersomnie diurne qui vont être évalués par un certain nombre de questionnaires validés, notamment l'échelle des Quartz, d'éventuelles céphalées matinales, des troubles de la mémoire, de l'attention, des troubles de l'humeur, voire une véritable dépression, des troubles de la libido aussi, en particulier chez l'homme, dus aux perturbations des sécrétions hormonales liées notamment à l'absence ou à la diminution du sommeil lent profond. Và ở đây thì các cái dấu hiệu lâm sàng ban ngày của bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là có thể có cái triệu chứng đó là buồn ngủ ban ngày quá mức, và để đánh giá cái buồn ngủ ban ngày quá mức này thì chúng ta có thể thông qua cái thang điểm là Epworth. Ngoài ra bệnh nhân thì có thể có các cái triệu chứng như là đau đầu vào buổi sáng, rồi là rối loạn trí nhớ, giảm sự tập trung chú ý, rối loạn thính giác, trầm cảm, và có cái giảm ham muốn, rối loạn cái chức năng tình dục, đặc biệt là ở nam giới. Cái này thì có thể giải thích là do nguyên nhân là nó sự thay đổi của các cái hormone. Ngoài ra thì là những cái người nam giới này thì sẽ không rơi được vào cái giai đoạn giấc ngủ sâu. L'échelle de somnolence des Quartz, vous le savez, est le principal questionnaire, auto-questionnaire validé pour l'évaluation de la somnolence diurne excessive. Cette échelle a été traduite et validée en italien et elle correspond à 8 situations au cours desquelles on demande au patient d'évaluer s'il a une tendance importante ou pas à s'endormir dans ces différentes situations. Và cái thang điểm mà đánh giá cái mức độ buồn ngủ ban ngày quá mức này là cái thang điểm Epworth, là thang điểm mà bệnh nhân có thể là tự chấm cho mình được. Và thông qua cái thang điểm này thì chúng ta sẽ có 8 cái tình huống ở trên thực tế mà bệnh nhân có thể nhớ tới, và người ta sẽ đánh giá cái mức độ buồn ngủ của người ta theo những cái mức độ khác nhau. Và với những cái mức độ như thế thì chúng ta sẽ chấm được cái thang điểm này cho bệnh nhân, là bệnh nhân được tổng là bao nhiêu điểm. Le score normal est inférieur à 10, et bien sûr, plus le score est élevé, plus la somnolence est importante. Quoi qu'il faut se méfier des scores des fois très élevés, qui correspondent souvent à des syndromes dépressifs associés ou non au syndrome d'apnée du sommeil. Và với cái thang điểm này thì chúng ta thấy rằng là cái điểm số bình thường sẽ là dưới 10, và điểm số càng cao thì thấy rằng là cái mức độ buồn ngủ của ban ngày của bệnh nhân sẽ càng nhiều, và khi đó thì chúng ta sẽ có cái định hướng lâm sàng cùng với cả các cái triệu chứng khác để giúp cho chúng ta định hướng xem là bệnh nhân này có thể có yếu tố nguy cơ của hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không. Après les signes diurnes, quels sont les signes nocturnes du SOS? Le ronflement est constant. Tous les patients font des apnées ronfles, par contre, bien sûr, tous les ronfleurs ne font pas d'apnée. Ba cái triệu chứng lâm sàng ban đêm đầu tiên chúng ta dễ dàng nhận thấy ở cái đối tượng và bệnh nhân ngừng thở khi ngủ này đó là cái triệu chứng ngáy, và hầu hết là tất cả những cái bệnh nhân mà mắc cái hội chứng này thì đều có ngáy hết, và ngáy này thường xuyên và cố định. Très souvent, l'entourage du patient, le conjoint va remarquer la survenue d'arrêt respiratoire au cours du sommeil avec des reprises respiratoires bruyantes. Un ronflement très important lors de la reprise respiratoire. Và những cái triệu chứng này thì thường là được mô tả bởi những cái người mà ngủ cùng. Ở đây thì người ta sẽ quan sát thấy là có những cái cơn ngừng thở, và sau những cái cơn ngừng thở này thì bệnh nhân lại có một cái nhịp thở lại rất là ồn ào, gấp gáp. Le patient peut lui-même décrire des phénomènes de réveil avec sensations de suffocation qui surviennent lors des apnées prolongées. Và bệnh nhân có thể tỉnh dậy với một cái triệu chứng là bệnh nhân cảm thấy rất là ngạt thở, đặc biệt là sau những cái cơn ngừng thở mà kéo rất là dài. La nicturie, c'est-à-dire le fait d'avoir envie d'uriner plus de fois au cours de la nuit, est un signe fréquent dû à la lutte respiratoire au cours de l'apnée, aux variations de pression intrathoracique qui vont notamment augmenter le débit cardiaque.
Và triệu chứng tiếp theo ở đây đó là cái triệu chứng tiểu đêm. Tiểu đêm ở đây người ta sẽ định nghĩa là khi mà bệnh nhân phải dậy thức dậy ở trong đêm và đi tiểu ít nhất là 2 lần trong một đêm. Oui, le sommeil est agité, de mauvaise qualité, avec de fréquents éveils, des sueurs nocturnes, etc. Và cái các cái cơn ngừng thở ban đêm này của bệnh nhân nó sẽ gây ra các cái rối loạn về nhịp tim của bệnh nhân. À l'examen de ces patients, on va être confronté souvent à un surpoids, voire à une obésité, évaluable bien sûr par la mesure du poids, mais aussi un critère intéressant est l'augmentation du tour de cou, qui correspond à la dépôt de masse graisseuse, en particulier chez l'homme au niveau du cou. Và cái dấu hiệu mà chúng ta thăm khám trên thực thể của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này, đầu tiên đó là cái chỉ số BMI của bệnh nhân, tức là phải xem bệnh nhân có béo phì hay không. Bên cạnh đó thì cũng phải xem xét đến một cái yếu tố nguy cơ nữa, đó là cái chu vi vòng cổ của bệnh nhân, bằng cách là chúng ta sẽ đo cái chu vi vòng cổ, ta sẽ thấy là cái chu vi vòng cổ này sẽ tăng. Le surpoids est un facteur favorisant des apnées obstructives au cours du sommeil, on sait bien, mais tous les patients atteints de SAOS ne sont pas obèses. Deux tiers, voire trois quarts le sont, mais on peut avoir un poids normal et faire des apnées obstructives au cours du sommeil. Và cái béo phì này thì nó là một cái yếu tố nguy cơ rất là lớn của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên không phải tất cả những bệnh nhân có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này đều có béo phì. Bởi vì trên thực tế thì có những bệnh nhân bị hội chứng ngừng thở khi ngủ mà họ có những cái cân nặng bình thường. L'examen ORL minimum sera systématique à la recherche d'une cause obstructive au niveau du laryngopharynx. Avec notamment un examen du voile du palais, de l'alvéole, de l'ispharyngé, du volume des amygdales et la recherche d'anomalies positionnelles de la mandibule, la recherche d'une rétrogression. Và khi mà chúng ta tiến hành khám tai mũi họng cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phát hiện được một số những cái yếu tố nguy cơ có thể gây hẹp của đường hô hấp trên. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái lưỡi gà bị phì đại hay là eo họng của bệnh nhân hẹp, khẩu cái của bệnh nhân dài hoặc là có phì đại của amidan. Và đặc biệt là phải xem bệnh nhân có các cái dị tật ở hàm dưới hay không, ví dụ như là hàm dưới của bệnh nhân bị tụt ra phía sau. Enfin, un examen cardiovasculaire minimal, bien sûr, prise de tension artérielle, électrocardiogramme et en cas de syndrome d'apnée obstructive sévère, réalisation d'un bilan cardiaque cardiovasculaire plus important avec échocardiographie, épreuve d'effort, haltère tensionnel, etc. Và cái dấu hiệu nữa của hội chứng ngừng thở khi ngủ chúng ta phải tìm đó là các cái bệnh lý đồng mắc về tim mạch. Chúng ta có thể làm điện tim, chúng ta có thể làm siêu âm tim hay là làm liệu pháp tim gắng sức để phát hiện ra các cái bệnh lý tim mạch đồng mắc của bệnh nhân. Ça, on peut passer, on l'a dit, on va passer ça. Donc, j'insiste sur le risque de somnolence diurne excessive chez ces patients et qui vont entraîner un risque de somnolence, en particulier lors de la conduite automobile, lors du travail, selon évidemment le travail que fait le patient. Et cette somnolence diurne excessive a souvent un retentissement dans la vie socio-professionnelle des patients en altérant sa qualité de vie. Và cái buồn ngủ ban ngày quá mức của bệnh nhân này thì nó sẽ liên quan đến một loạt các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng khác, ví dụ như là vì là bệnh nhân có buồn ngủ ban ngày quá mức cho nên là sẽ dẫn đến các cái rối loạn về giấc ngủ của bệnh nhân và dẫn đến là bệnh nhân buồn ngủ ban ngày như vậy thì một loạt các cái hậu quả, ví dụ như là có thể là tai nạn giao thông hay là tai nạn sinh hoạt, rồi nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, ảnh hưởng đến các cái yếu tố xã hội của bệnh nhân và khiến cho cái chất lượng làm việc của bệnh nhân cũng kém theo. Le risque accidentel lié à cette pathologie est maintenant bien connu, je vais dire, risque d'accident lors de la conduite automobile de tout engin motorisé et risque d'accident du travail, évidemment, en particulier être vigilant chez les patients chauffeurs de véhicules, chauffeurs de conducteurs de transport en commun, etc.
Và ở đây thì ảnh hưởng của sự buồn ngủ, chúng tôi phải nhắc lại một lần nữa, đó là một loạt các cái nguy cơ xảy ra các cái tai nạn giao thông ở trên đường hay là tai nạn lao động. Và cái tai nạn giao thông ở trên đường này thì nó sẽ rất là nghiêm trọng khi mà xảy ra đối với những cái bệnh nhân, đó là những cái tài xế lái xe, và đặc biệt là những tài xế lái xe tải ở trên những cái đường cao tốc. Ça, c'était juste un petit clin d'œil à nos amis vietnamiens, mais maintenant vous disposez, hein, comme nous, de beaucoup d'automobiles et ces risques, c'est plus seulement les cyclos, mais c'est la conduite automobile chez nous, bien sûr. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó làm tăng cái nguy cơ tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông có thể lên gấp đến 3 lần, kể cả đối với những cái người mà lái những cái phương tiện đơn giản như là cái phương tiện này ở nước chúng ta. En plus de la somnolence excessive évaluée par les chaînes de Worth, il faudra évaluer la fatigue, qui est un symptôme très subjectif. Il y a différentes échelles de fatigue qui existent, utilisées par exemple celle-ci, qui est l'échelle de fatigue de Pichot, pour évaluer ce symptôme de façon objective. Và một trong những cái triệu chứng nữa có thể gặp ở trong hội chứng ngừng thở khi ngủ, đó là một cái triệu chứng mệt mỏi. Thì cái triệu chứng này thì chúng ta có thể đánh giá thông qua cái thang điểm, đó là thang điểm Pichot. Với cái thang điểm này thì chúng ta có thể đánh giá được là cái tình trạng sức khỏe chung, cái tình trạng mệt mỏi của bệnh nhân khi mà bệnh nhân có cái mắc cái hội chứng này. Il sera important aussi d'évaluer et de rechercher l'existence d'un éventuel état dépressif en utilisant une échelle de dépression. Il en existe plusieurs, on pourrait y revenir, notamment celle-ci, par exemple. Một triệu chứng tiếp theo chúng ta có thể gặp đó là cái triệu chứng trầm cảm. Và để đánh giá được cái triệu chứng trầm cảm này thì chúng tôi cũng có những cái thang điểm để hỏi bệnh nhân và để xem là chấm thêm bệnh nhân được bao nhiêu điểm ở trên cái thang điểm đánh giá cái trầm cảm như thế này. Une fois que ce bilan clinique réalisé, il faudra réaliser, comme je l'ai dit, pour affirmer le diagnostic, un enregistrement nocturne, polygraphique ou polysomnographique avec une analyse essentiellement, et pas que, on va le voir, une analyse de la ventilation avec un enregistrement des flux respiratoires et des mouvements thoraciques et abdominaux qui permettent, on va le voir, de distinguer les événements obstructifs des événements centraux. Và với những cái phân tích về đo đa ký giấc ngủ hay là đo đa ký hô hấp thì chúng ta sẽ có những cái phân tích về cái giấc ngủ của bệnh nhân thông qua hai cái điểm chính, đó là phân tích về cái dòng khí, cái lưu lượng khí thở qua mũi của bệnh nhân, và nó được coi như là một cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chẩn đoán xác định cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái dây đai để đo cái chuyển động ngực và bụng của bệnh nhân để đánh giá xem là bệnh nhân còn có các gắng sức hô hấp trong các cái cơn ngưng thở giảm thở hay không. Je vous ai mis une photo que je mets très souvent dans mes topos, c'est celle du premier patient qu'on avait enregistré en 2007 à l'hôpital Ultramagne de Ho Chi Minh Ville. Première polysomnographie, je pense, qui a été réalisée au Vietnam en 2007. Và đây là cái hình ảnh mà tôi đã trình chiếu rất là nhiều trong những cái bài báo cáo trước đây của tôi. Thì đây là cái trường hợp bệnh nhân mà được đo đa ký giấc ngủ đầu tiên tại Việt Nam mà được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là bệnh nhân mà chúng tôi đã tiến hành phân tích giấc ngủ đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2007. Ici, on retrouve les différents capteurs avec les canules nasales pour l'enregistrement de la respiration, les ceintures abdominales et thoraciques pour les mouvements, on ne voit pas l'oxymètre au bout du doigt, et puis les capteurs de polysomnographie sur lesquels on reviendra. Và trên hình này thì các bạn có thể thấy được là có rất là nhiều các cái cảm biến, và ở mũi là các cái cảm biến về đo lưu lượng khí ở qua mũi. Tiếp theo là chúng ta nhìn thấy hai cái dây đo đai ngực và bụng ở phía dưới để đo được cái cử động ngực bụng của bệnh nhân. Phía trên là một loạt các cái cảm biến về giấc ngủ để đo cái điện não và đánh giá cái giấc ngủ của bệnh nhân. Và ở xa hơn một chút ở phía dưới mà không có trong hình này, đó là cái cảm biến về đo SpO2 sẽ được kẹp ở đầu ngón tay. Donc, le diagnostic par polygraphie, eh bien, se fait par ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire ou de ventilation, où on va enregistrer les paramètres respiratoires, bien sûr, la SpO2, donc le SO2, la respiration nasale et buccale, pour ne pas passer à côté d'une respiration buccale, et les mouvements thoraciques et abdominaux pour distinguer événements centraux et événements obstructifs.
Và đầu tiên là về cái đo đa ký hô hấp. Thì đo đa ký hô hấp thì bao gồm có các cái thông số về hô hấp, bao gồm có độ bão hòa oxy máu, các cái lưu lượng thở qua mũi miệng của bệnh nhân, các cái cử động ngực bụng và đánh giá về nhịp tim của bệnh nhân. Si on veut analyser l'état du sommeil, avoir construire un hypnogramme, repérer les différents stades de sommeil et les micro-éveils, notamment importants dans cette pathologie, eh bien il faut, un, en plus de ces paramètres ventilatoires, enregistrer l'EEG, au moins deux voies d'EEG, l'EMG, l'électromyogramme d'un muscle postural, et pour, par commodité, on prend généralement le menton, et enregistrer des mouvements oculaires pour repérer les stades de sommeil paradoxal. Và để đánh giá được cái biên đồ về giấc ngủ của bệnh nhân, hay là chúng ta muốn xác định các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân, xác định được các cái vi thức của bệnh nhân, thì khi đó bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành đo đa ký giấc ngủ. Đo đa ký giấc ngủ thì ngoài các cái thông số giống như đo đa ký hô hấp thì chúng ta sẽ có thêm các cái kênh điện não, các cái kênh điện cơ cằm rồi cơ cằm chân, để chúng ta xác định được là bệnh nhân ở cái giai đoạn giấc ngủ nào. Toutes ces données, toutes ces paramètres sont bien sûr maintenant enregistrés de façon numérisée. Une première analyse est faite de façon automatique, mais il convient de relire systématiquement ces enregistrements, on en reparlera. Ne pas se contenter de l'analyse automatique de l'appareil. Et tous ces enregistrements, y compris la polysomnographie, on y reviendra aussi, peuvent être réalisés en ambulatoire. Và tất cả những cái dữ liệu mà thu được từ bệnh nhân thì sẽ được mã hóa. Và đương nhiên các bạn sẽ thấy rằng là các cái dữ liệu này sẽ được máy phân tích một cách tự động. Tuy nhiên là với tất cả những cái bản ghi mà được phân tích tự động như thế này thì đều đòi hỏi phải được đọc lại những cái bản ghi như vậy. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta không bao giờ được hài lòng với cái việc với các cái phân tích tự động từ máy. Donc les données polygraphiques, l'enregistrement de la respiration va nous permettre de déterminer, diagnostiquer les différents événements, on va y revenir après. Ces événements sont diagnostiqués à partir du moment où ils ont une durée minimum de 10 secondes, que ce soit pour les apnées et les hypopnées. Donc l'apnée, c'est une interruption complète de la respiration pendant au moins 10 secondes. Quant à l'hypopnée, on va y revenir aussi, elle doit associer deux critères, une réduction d'au moins 50% de l'amplitude ventilatoire, associée soit à une désaturation de 3 à 4%, soit à un micro-éveil si on a une polysomnographie. Và dữ liệu ở trên đo đa ký hô hấp thì chúng ta thấy rằng là các cái sự kiện thì chúng ta đòi hỏi phải ít nhất tối thiểu là 10 giây đối với cả sự kiện ngưng thở và giảm thở. Ngưng thở là khi ngưng toàn bộ cái lưu lượng khí qua mũi của bệnh nhân, còn giảm thở được định nghĩa với hai cái tiêu chuẩn bắt buộc. Thứ nhất là phải có sự giảm cái lưu lượng thở của bệnh nhân là ít nhất là 50%, kèm theo hoặc là có giảm độ bão hòa oxy máu từ 3 đến 4%, hoặc là có kèm theo vi thức. Cela va nous permettre de déterminer pour chaque patient un index d'apnée-hypopnée, un nombre d'apnée-hypopnée par heure d'enregistrement ou de sommeil, avec, on vous a dit, un seuil pathologique à partir de 5 par heure, voire c'est le critère internationalement retenu, 10 voire 15 par heure pour certains, et retenez quand même le chiffre de 5 par heure. Và ở đây thì người ta sẽ định nghĩa về cái hội chứng ngưng giảm thở khi mà bệnh nhân có cái chỉ số ngưng giảm thở khi ngủ trong vòng 1 giờ là trên 5, hoặc là các cái chỉ số vi thức là trên 10. Đôi khi các bạn đọc các cái tài liệu hoặc là các cái bài báo ở quốc tế thì có thể thấy rằng là người ta định nghĩa cái chỉ số ngưng giảm thở này phải từ 10 đến 15 thì mới được gọi là hội chứng ngừng thở khi ngủ. Tuy nhiên thì cái quyết định và cái khuyến cáo mới nhất và người ta đã thống nhất là chúng ta sẽ lấy cái chỉ số là AHI trên 5 1 giờ khi ngủ là đã được chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ rồi. Quant aux micro-éveils diagnostiqués par la polysomnographie, leur seuil pathologique est de 10 par heure, au-delà de 10 par heure. Và để đo được cái chỉ số mà vi thức thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng đến đo đa ký giấc ngủ. Và với cái đo đa ký giấc ngủ như vậy thì cái ngưỡng của vi thức là trên 10 cơn một giờ. Donc ça, on va passer, c'est ce que je vous ai dit. On va voir des exemples rapidement, on verra plus en détail tout à l'heure les différents événements. Une apnée obstructive ici avec une interruption complète de la ventilation, avec au-dessus les mouvements thoraciques et abdominaux qui persistent en opposition de phase
et en bas la désaturation, la chute de la SpO2 au cours de l'apnée obstructive prolongée. Hein. Il y a ici 10 secondes entre chaque trait orange, donc on a une apnée de plus de 40 secondes ici. Ở đây thì tôi sẽ nói với các bạn là về các cái sự kiện về các cái cơn ngừng thở của bệnh nhân. Và ở đây thì là một cái cơn ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn. Thì ở cái đường giữa này thì các bạn có thể thấy đây là một cái đường về lưu lượng qua mũi của bệnh nhân, và chúng ta thấy đây là một cái cơn ngừng thở của bệnh nhân khá là dài. Ở phía trên thì chúng ta sẽ thấy các cái cử động ngược bụng, và chúng ta sẽ thấy các cái cử động này là nó đối pha với nhau, tức là cử động ngược bụng ngược chiều. Và ở phía dưới là cái đường biểu diễn độ bão hòa oxy máu, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái sự sụt giảm và độ bão hòa oxy máu sau các cái cơn ngừng thở. Và ở đây thì chúng ta thấy là cơn ngừng thở này tương đối dài, và với mỗi một cái khoảng này là 10 giây thì toàn bộ cái cơn ngừng thở này chúng ta đo được là khoảng trên 40 giây. Une autre représentation pardon de l'apnée obstructive. On peut passer, on peut avancer. Ici, on a un événement de type central. Une apnée avec interruption du flux respiratoire. Et vous voyez qu'au-dessus, il n'y a plus de mouvement thoracique ni abdominal. Il n'y a pas d'effort respiratoire au cours de l'apnée. C'est une apnée au cours de laquelle les voies aériennes supérieures restent ouvertes. Il s'agit d'une apnée sans frein. Và tiếp theo là một cái ví dụ về cái cơn ngừng thở được định nghĩa là được xếp loại là cơn ngừng thở trung ương. Ở trong cái cơn ngừng thở này thì chúng ta sẽ thấy là tương ứng với cả cái cơn ngừng thở của bệnh nhân thì các cái cử động ngực bụng của chúng ta lúc này là nó không có nữa, tức là không có cái sự gắng sức về hô hấp trong khi ngủ của bệnh nhân. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là với cái hình ảnh này thì cái đường hô hấp trên của bệnh nhân lúc này là vẫn mở và có cái sự không có cái sự tắc nghẽn ở phía trên, mà là nguyên nhân là từ trung ương. Ici, on a une apnée qu'on qualifie de type mixte, c'est-à-dire une apnée qui débute de façon centrale avec l'absence pratiquement de mouvement thoracique et abdominal. Les petites oscillations que vous voyez ici, c'est des oscillations liées au rythme cardiaque, hein, à la contraction cardiaque, qui ne sont pas qui correspondent pas à la ventilation, à la respiration. Donc, première partie de type central. Et seconde partie avec réapparition de mouvements thoraciques et abdominaux, donc deuxième partie de type obstructif. Donc on parlera d'apnée mixte qui est au total comptée le plus souvent avec les apnées obstructives. Và tiếp theo đó là ví dụ về cái cơn ngừng thở hỗn hợp. Thì các bạn thấy ở đây rằng là một cái cơn ngừng thở kéo dài như vậy thì khi chúng ta đối chiếu lên trên với các cái cử động ngược bụng thì chúng ta sẽ thấy là nó khởi đầu bằng một cái cơn ngừng thở trung ương. Tức là ở cái đoạn phía đầu này là chúng ta không thấy các cái cử động ngược bụng của bệnh nhân. Và phía tiếp theo là chúng ta sẽ thấy các cái cử động ngược bụng đối pha giống như trong là ngừng thở tắc nghẽn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái sự dao động lăn tăn một chút ở cái đường cử động ngược bụng này. Thì cái này không phải là các cái nhịp hô hấp của bệnh nhân mà là do các cái nhiễu từ cái kênh điện tim của bệnh nhân. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ thấy là có cái sự giảm độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân. Và ở đây thì người ta định nghĩa là cái cơn ngừng thở hỗn hợp, tức là khởi đầu giống như ngừng thở trung ương và kết thúc giống như ngừng thở tắc nghẽn. Merci. Voilà, on va venir maintenant aux hypopnées après les apnées obstructives centrales et mixtes. Donc les hypopnées répondent à plusieurs définitions, mais la définition française enfin la plus communément accepté de façon internationale. Donc, c'est aussi un événement de 10 secondes minimum avec une diminution d'au moins 50% du débit respiratoire par rapport au débit respiratoire de base, associé soit à une désaturation d'au moins 3%, soit à un micro-événement. Tiếp theo các cái định nghĩa về về ngưng thở tắc nghẽn, ngưng thở trung ương và ngưng thở hỗn hợp thì chúng ta có cái định nghĩa về giảm thở. Thì ở đây chúng ta có cái định nghĩa của Pháp. Định nghĩa của Pháp này thì được công nhận bởi các hội đồng quốc tế và cũng được áp dụng rất là nhiều. Thì cái giảm thở này được định nghĩa là những cái sự kiện mà kéo dài ít nhất 10 giây, trong đó có hai cái đặc điểm chính. Thứ nhất là phải có giảm độ có cái giảm 50% các cái lưu lượng của bệnh nhân so với cả cái mức nền. Và kèm theo với đấy là sẽ có một cái đặc điểm thứ hai, đó là một là bệnh nhân phải có giảm độ bão hòa oxy máu ít nhất là 3% hoặc là có kèm theo vi thức.
On voit souvent, et c'est un autre critère de d'hypopnée, une limitation du débit à l'inspiration avec un plateau inspiratoire qu'on voit surtout lors de ces trois premiers cycles-là, ou ici lors du dernier cycle respiratoire. Limitation du débit inspiratoire. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh rất hay gặp ở cơn giảm thở, đó là chúng ta sẽ thấy có cái hình ảnh đó là cái giảm lưu lượng thở của bệnh nhân mà dưới dạng đó là các cái bình nguyên, tức là bị giới hạn cái lưu lượng của thở vào của bệnh nhân. Và chúng ta thấy rất là rõ ở những cái đoạn, ở cái đoạn phía đầu và cái đoạn phía cuối này, thì chúng ta thấy đây rằng là một trong những cái đặc điểm của cái ngừng, cái giảm thở của bệnh nhân. Voilà un exemple de résumé de toute une nuit d'un patient atteint de syndrome d'apnée obstructive sévère. Avec les différents événements respiratoires qui sont représentés ici, l'hypnogramme, et cet aspect de la courbe de SpO2 au cours de toute la nuit, un aspect qu'on dit en peigne avec ces oscillations constantes là, de la SpO2 au cours de la nuit, avec des chutes encore plus importantes lors des phases de sommeil paradoxal, ça c'est classique, parce que c'est lors des phases de sommeil paradoxal souvent que se produisent les apnées les plus longues et les plus désaturantes. Trên đây là một cái bảng tóm tắt về cái đa ký giấc ngủ điển hình về ban đêm của bệnh nhân. Thì ở phía trên này thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều các cái sự kiện về ngừng thở khi ngủ của bệnh nhân. Tiếp theo ở cái hình thứ hai là đây là cái miên đồ về các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân. Và đặc biệt là ở cái hình thứ ba thì chúng ta sẽ thấy đây là cái biểu đồ diễn tả về cái sự thay đổi về SpO2 máu, tức là độ bão hòa oxy máu trong toàn bộ cái giấc ngủ của bệnh nhân. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có những cái đoạn mà oxy máu của bệnh nhân giảm rất là nặng, và khi chúng ta đối chiếu lên trên thì nó sẽ trùng với cả giai đoạn giấc ngủ bình thường, tức là giai đoạn giấc ngủ REM. Bởi vì lý do tại tại vì sao? Bởi vì là trong cái giai đoạn giấc ngủ REM thì chúng ta sẽ thường gặp những cái cơn ngừng thở mà kéo dài hơn và cái độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân sẽ giảm sâu hơn. Alors pour finir ce premier topo de ce matin, quelques mots de l'épidémiologie de cette pathologie. Je vous l'ai dit, une pathologie fréquente qui atteint 5 à 10% de la population adulte. Plus d'hommes que de femmes, au moins 2 fois plus d'hommes que de femmes, du moins avant 60-70 ans. Et tout dépend bien sûr des critères et du cut-off qu'on prend au niveau de l'index d'apnée hypopnée. Và cái slide này thì tôi cũng đã nhắc một chút ở trong cái trong những cái phần nói đầu tiên của tôi ở trong cái buổi học ngày hôm nay, thì với cái tỷ lệ mà về dịch tễ học của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó sẽ mắc vừa rơi vào khoảng từ 5 đến 10% dân số trưởng thành, và về giới tính thì là sẽ gặp ở nam giới là nhiều hơn là nữ giới. Les liens entre syndrome d'apnée, surpoids et obésité, ils sont bien connus, je vous l'ai dit, avec une augmentation de l'incidence de cette pathologie, avec l'augmentation du surpoids et l'augmentation de l'obésité de par le monde. Và cái yếu tố liên quan hay là được gọi là cái yếu tố nguy cơ của béo phì đối với cả hội chứng ngừng thở khi ngủ thì lúc nãy chúng tôi cũng đã nhắc đến rồi. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái cân nặng của bệnh nhân cũng như là cái béo phì của bệnh nhân mà càng tăng thì cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ cũng sẽ tăng theo. C'est d'autres études qui montrent bien l'incidence de l'obésité, l'aggravation plus le patient est en surpoids, plus il est obèse, plus le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil risque d'être sévère. Et inversement, si le patient perd du poids, l'index d'apnée hypopnée va se réduire. Và những cái biến động của cái chỉ số ngưng giảm thở khi ngủ của bệnh nhân theo cái cân nặng, đó là chúng ta thấy bệnh nhân càng béo thì cái nguy cơ mà mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ càng cao. Và ở đây thì cái cân nặng của bệnh nhân càng tăng thì chỉ số AHI càng tăng. Và nếu như mà bệnh nhân giảm được cân nặng thì sẽ kéo theo là giảm được cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân. Une autre présentation de la liaison entre le poids, le surpoids et l'index d'apnée hypopnée, c'est la même chose. Tiếp theo là một cái nghiên cứu và một cái đồ thị mà cũng cho chúng ta thấy cái mối liên quan giữa cái béo phì, cân nặng với cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân. Concernant ce sujet du SOS et surpoids et obésité, lui dit environ les deux tiers des patients SOS sont en surcharge pondérale ou obèse, et ce qui veut dire encore une fois que 25 à 30% des patients peuvent ne pas être en surpoids. Donc, encore une fois, on peut avoir. Et en particulier dans votre pays, on peut avoir un syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil
avec un poids tout à fait normal. Ở đây thì kết luận về tóm tắt lại về cái hội chứng ngưng giảm thở tắc nghẽn khi ngủ và béo phì thì chúng ta thấy rằng là ở những cái nước phát triển thì đến 2/3 những cái người mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ là bị thừa cân hay béo phì, và 58% những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ là do thừa cân. Thì cái tỷ lệ mà thừa cân béo phì thì nó cũng ít thôi ở nước các bạn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải nhớ đến một cái điều mà lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, đó là đôi khi có những cái bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ với cân nặng bình thường. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, outre l'évaluation, la mesure du poids, justement dit, la mesure du périmètre cervical, du tour de cou, est un paramètre intéressant et corrélé au poids et corrélé lui aussi à la sévérité du syndrome d'athéotropie que vous recevez, comme vous voyez ici. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta sẽ phải đo đạc cái cân nặng của bệnh nhân thì trên lâm sàng thì chúng ta cũng sẽ phải đo cái chu vi vòng cổ của bệnh nhân nữa. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái chu vi vòng cổ là một cái chỉ số rất là thú vị, và nó cũng sẽ có cái mối liên quan với cái chỉ số ASI và cái hội chứng ngừng thở khi ngủ giống như các bạn nhìn thấy ở đây. Quelle est l'incidence de l'âge sur cette pathologie? Cette pathologie peut s'observer à tout âge, aussi bien chez l'adulte, chez le jeune enfant pardon, que chez l'adulte âgé. Chez le jeune enfant, elle est due essentiellement à des phénomènes d'obstruction liés à une hypertrophie amygdalienne ou des végétations adénoïdes. Và tiếp theo đó là cái vai trò của tuổi, thì hội chứng ngừng thở khi ngủ nó cũng sẽ tăng lên cùng với cả tuổi của bệnh nhân. Với những cái đối tượng bệnh nhân mà trẻ thì cái tỷ lệ mắc này sẽ thấp hơn so với những cái đối tượng mà cao tuổi hơn. C'est surtout à l'âge moyen de la vie dans la tranche d'âge 40-60 ans que vont être observés et diagnostiqués les syndromes d'apnée au cours du sommeil, mais aussi potentiellement plus tardivement, on pourra reparler plus tard des caractéristiques particulières des syndromes d'apnée chez les sujets âgés. Và trên cái sơ đồ này thì chúng ta thấy rằng là các cái năm tuổi từ 35 cho đến 85 tuổi thì rõ ràng là các cái rối loạn về giấc ngủ của bệnh nhân cũng như là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó tăng lên theo với tuổi, và đặc biệt là thấy rằng là sau cái tuổi 70-80 thì cái tỷ lệ này tăng lên, và do vậy mà đôi khi là chúng ta sẽ phải nói đến về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ của người cao tuổi là như vậy. Retenez le chiffre de deux fois plus d'incidence chez l'homme que chez la femme du mois avant l'âge de 60 ans. Ça, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Và về cái mối liên quan với giới tính thì chúng ta thấy rằng là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này thì sẽ xuất hiện gấp khoảng 2 lần ở nam giới so với nữ giới. Tuy nhiên thì cái con số này thì là sẽ là trước cái tuổi 60. La morphologie crânio-faciale est un facteur déterminant dans la survenue des événements respiratoires et obstructifs au cours du sommeil. Et c'est cette morphologie crânio-faciale qui explique dans les pays d'Asie, notamment, mais pas que, dans les pays d'Amérique du Sud aussi, la prévalence équivalente de la maladie par rapport aux pays européens ou d'Amérique du Nord, où l'obésité et le surpoids ont une influence beaucoup plus importante. Donc c'est l'existence d'une tendance à la rétrogressie dans certaines populations qui explique l'incidence de la pathologie. Tiếp theo đó là chúng ta nhắc đến cái hình thái sọ mặt. Thế thì cái hình thái này thì được nhắc đến rất là nhiều với để giải thích cho lý do tại sao mà cái tỷ lệ mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ lại tương đương ở các cái nước châu Á so với cả các cái nước châu Âu. Và cái giải thích này thì cũng tương tự với cả những cái người Mỹ gốc Phi mà tạo nên cái nguy cơ tương đối của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ so với những cái người da trắng mà cùng cái chỉ số BMI. Bởi vì rõ ràng là ở châu Âu thì cái béo phì của họ nhiều hơn, nhưng mà do cái sự thay đổi về cái hình thái sọ mặt, cho chính vì vậy cho nên là cái tỷ lệ mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ nó tương đương giữa châu Âu với các nước châu Á. Je vous l'ai dit, le syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil va être un facteur déterminant et se rencontrer dans beaucoup d'autres pathologies, notamment les pathologies cardiovasculaires, hypertension artérielle, notamment hypertension résistante, celle qui demande plus de 2-3 médicaments chez le patient, et dans les maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2, où elle peut être un facteur d'aggravation et de déséquilibre
nombre de ces pathologies. Tiếp theo đó là cái tỷ lệ của hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn mà chúng ta tìm thấy được ở trong những cái bệnh lý khác. Ở đây thì chúng ta nói đến các cái bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp thì cái tỷ lệ hội chứng bắt cái hội chứng ngừng giảm thở khi ngủ này là 35%. Tiếp theo là chúng ta thấy một cái tỷ lệ rất cao của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trong những cái trường hợp mà tăng huyết áp kháng trị. Tiếp theo là với những cái bệnh lý mà chuyển hóa, ví dụ như là đái tháo đường type 2 thì chúng ta cũng thấy có những cái tỷ lệ nhất định của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ và các cái béo phì bệnh lý thì chúng ta thấy rằng tỷ lệ cũng rất là cao. On va avancer. Oui, alors, pour conclure, eh bien, cette pathologie va bien sûr avoir un impact sur la consommation de soins, si on peut dire, avec une augmentation, vous voyez, des ressources de soins qui a été évaluée aux États-Unis, multipliée par un facteur de, donc une augmentation du coût des soins chez ces patients liés aux différentes pathologies associés dont on vient de parler, liés aux accidents de la route, liés aux accidents de travail, aux arrêts de travail, etc. Tiếp theo là cái tác động của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này đối với các cái nguồn lực chăm sóc. Thì thấy rằng với những cái hội chứng ngừng thở khi ngủ như thế này thì nó sẽ làm tăng gia tăng rất là nhiều các cái nguồn lực chăm sóc về y tế của bệnh nhân, nhất là ở Mỹ có thể tăng gấp đến 2 lần. Và nó liên quan đến gì? Nó liên quan đến những cái biến chứng của bệnh nhân, nó liên quan đến những cái tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, rồi là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là chăm sóc lâu dài cho bệnh nhân. Enfin, bien de mettre cette diapo un petit peu avant. Parmi toutes les complications de cette pathologie, j'ai pas encore parlé des pathologies ophtalmologiques qui représentent aussi un aspect des complications liées, là aussi encore une fois, à l'hypoxie intermittente, avec l'augmentation, vous voyez, du risque d'hypertension intraoculaire, de glaucome et d'autres pathologies plus rares comme le floppy syndrome ou les neuropathies ischémiques rétiniennes. Tiếp theo đó là cái hậu quả của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ đối với cả một số những cái bệnh lý về mắt, về giác mạc. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là do cái hiện tượng là giảm cái oxy máu ban đêm mà nó có thể dẫn đến là cái sự tăng nhãn áp của bệnh nhân hay là glaucoma, rồi là có thể dẫn đến một cái số cái hội chứng như là hội chứng mí mềm và các cái tổn thương thị thần kinh do thiếu máu cục bộ phía trước và phù gai thị. Voilà pour ce premier topo introductif, si je peux dire, des généralités. Si vous avez des questions avant qu'on fasse une petite pause, peut-être, si vous voulez. Và chúng ta đã kết thúc cái bài trình bày đầu tiên của tôi về cái tổng quan về hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thì các bạn có thể đặt các cái câu hỏi cho tôi và các bạn có thể nghỉ một chút trước khi vào bài thứ hai. Cái tổng quan, chắc em cũng hỏi luôn là về cái chu vi vòng cổ ấy, bởi vì bác ấy đưa một cái sơ đồ, thế nhưng mà chưa thấy bác ấy chốt lại một con số nào thì mình có thể áp dụng như thế. Đây là cái cách đo vòng cổ nó đo được. Cách đo là đo bị chữ này à, mới cả cái chỉ số đấy chắc là nghiên cứu trên người nước ngoài, không biết về Việt Nam không thay đổi gì. Là có bị il y a une question pour vous et pour le pour mesurer le périmètre cervical quelle est la méthode exactement pour mesurer, c'est où dans le cou? Au niveau de la base du cou, simplement, hein, de mesurer avec un mètre souple, mesurer simplement à la base du cou. Ở đây thì cái về vị trí đo thì bác ấy cũng trả lời là rất là đơn giản, là chúng ta sẽ đo ở giữa phần cổ để chúng ta đo được cái chu vi của cổ. Và une deuxième question. Il a les seuils de centimètres de périmètre cervical, c'est combien de centimètres pour les Européens? Je ne me souviens plus bien, mais il y a des seuils, il y a des abacs, des échelles selon le sexe aussi, selon chez l'homme et chez la femme. Bon, j'avoue, je ne me souviens plus bien, vous voyez, c'est l'ordre de 40 cm, la moyenne normale, si je me souviens bien, c'est l'ordre de 40 cm.
Ở đây thì sẽ có cái sự khác biệt về nam giới và nữ giới về cái chu vi vòng cổ, thì cũng không nhớ rõ lắm về cái con số chính xác về cái chu vi vòng cổ của bệnh nhân là bao nhiêu, nhưng mà sẽ khoảng là 40 cm. Thế thì cái này thì nói ngoài thêm so với câu trả lời của bác ấy thôi, đó là ở Việt Nam chúng ta thì sẽ áp dụng là cái chu vi vòng cổ là đối với nam giới là trên 43 và nữ giới là trên 38, tức là trung bình là khoảng 40 về chu vi vòng cổ. Nghỉ nhá. Chứ để em dành câu hỏi lúc sau nha. À, ok, em đã được rồi. Alors, les apnées, enfin, la respiration et les nasales buccales, normalement, on respire par le nez au cours du sommeil. Quand les patients font des apnées, ils respirent, ça, font des efforts respiratoires par la bouche, mais après, il y a un arrêt. L'arrêt est lié à la fermeture des voies aériennes, donc pas. Mais si le patient a une obstruction nasale, ça favorise les apnées. Il respire par la bouche et il fait des efforts plus importants et le risque d'apnée est plus important en cas d'obstruction nasale. Đang ngoài thì ra kênh được giúp cho bác sang đang mê bác sang được đi nhập quốc lên được đi nên đi nhập ban đặc sắc đi nên đi khi áp về ban là booster c'est on enregistre l'apnée, il y a un arrêt respiratoire par le nez et par la bouche, on enregistre, vous avez vu, on reverra la respiration nasale et buccale, il faut qu'il y ait un arrêt de la respiration par le nez et par la bouche. Pour dire apnée, il faut qu'il y ait absence de respiration nasale, absence de respiration buccale. Et... thì như câu trả lời của mình có vẻ là không khác nhau, trừ trường hợp là khi có ngạt tắc mũi. Ngạt tắc mũi thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến làm nặng lên cái bình thường cái ngủ của dây sợi của miệng. Nhưng mà mình còn hỏi là bệnh nhân của tôi thì cũng không ngạt tắc mũi nhưng mà vẫn có thở miệng đấy, và nhiều bệnh nhân là ngủ thở miệng, thế thì có khác biệt gì không? Thì loại kinh nghiệm của mình thì ông trả lời của mình không có nào có gì thêm không? Câu trả lời của bác ấy là với những cái trường hợp mà bệnh nhân mà thở miệng thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đi tìm xem là bệnh nhân có tắc nghẽn ở trên mũi hay không, có thể là có polyp mũi hoặc là vẹo vách ngăn mũi. Thế còn trong trường hợp mà như câu hỏi thứ hai của anh Hải hỏi là bệnh nhân của anh là không có tắc nghẽn gì ở mũi mà bệnh nhân vẫn thở bằng miệng, thế thì khi này trên cái bản đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta sẽ có hai cái kênh, một cái kênh flow là qua mũi là chúng ta sẽ đo được cái dòng khí qua mũi, và một cái kênh người ta gọi là theo mistor, tức là nó sẽ đo được cái hơi thở của bệnh nhân qua miệng. Thế thì khi đó chúng ta sẽ biết được là bệnh nhân thở mũi hay là thở miệng. Và về cái định nghĩa của ngừng thở khi ngủ là bệnh nhân phải ngừng thở cả ở mũi cả miệng thì mới được gọi là ngừng thở khi ngủ. Chị nghỉ nào. Cho thầy nghỉ, em cũng nghỉ. Một tiếng nữa bạn, mệt quá. Ok, on fait une petite pause, oui, très bien, ok. On doit la voir ici. Quý vị dịch tiếp bài 2 không? Ừ.
vấn đấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Perhaps if we have many lessons to
This is the best time of my Yes. We don't go to Vietnam since 3 years. The last time it was 2019. We continue lessons for this by Zoom, by OK. Bon, on va reprendre les enregistrements. Ça va, ça? Oui, ça va. Ça va pas trop vite. Faut venir, hein, si c'est trop vite, oui, faut venir. Combien de temps? C'est un peu difficile. Bon, c'est courageux, merci. Merci beaucoup. On va reprendre alors. Các bạn ơi, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi bài giảng thứ hai nhé. Bien, donc on va reprendre et on va voir un peu plus en détail les enregistrements donc au cours du sommeil, de l'oxymétrie à la polysomnographie. On va voir essentiellement polygraphie et polysomnographie, revenir sur les différents événements, la façon, les capteurs, la façon d'enregistrer les différents paramètres. Và tiếp theo đến bài giảng này thì tôi sẽ trình bày với các bạn về các cái phương pháp để đánh giá được cái giấc ngủ của bệnh nhân, từ cái việc mà đo độ bão hòa oxy máu đến đo đa ký hô hấp hay là đo đa ký giấc ngủ, để chúng ta có thể chẩn đoán được các cái giai đoạn, các cái sự kiện khác nhau của bệnh nhân. Alors, ce qui va nous amener à réaliser un enregistrement pendant le sommeil, donc c'est les symptômes dont on a parlé. Un patient qui présente une hypersomnolence diurne, des ronflements, un autre des symptômes nocturnes dont on a parlé, notamment les arrêts respiratoires constatés par l'entourage, et aussi chez les patients qui présentent un risque cardiovasculaire qui peut être associé au syndrome d'apnée, un patient ronfleur et hypertendu, par exemple. Và các cái chỉ định để chúng ta sẽ tiến hành đo cái đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân buồn ngủ ban ngày quá mức mà như chúng ta đã nói ở trong cái phần tổng quan. Tiếp theo là bệnh nhân có các cái triệu chứng ngáy hoặc là có các cái rối loạn giấc ngủ về ban đêm. Và tiếp theo đó là những cái bệnh nhân mà có các cái yếu tố nguy cơ tim mạch mà liên quan đến hội chứng ngừng thở khi ngủ, ví dụ như là bệnh nhân có ngủ ngáy chẳng hạn. Le choix des signaux enregistrés va donc dépendre de l'orientation diagnostique selon les symptômes. Il sera différent si on recherche un syndrome d'apnée ou d'autres pathologies au cours du sommeil, comme des mouvements périodiques de jambes ou des pathologies plus rares, comme la narcolepsie. Và tiếp theo thì cái việc mà chúng ta sẽ lựa chọn là đo đa ký giấc ngủ hay là đo đa ký hô hấp, tức là chúng ta sẽ lựa chọn những cái tín hiệu nào để có thể định hướng được cái chẩn đoán của bệnh nhân, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bệnh lý mà chúng ta nghi ngờ. Ví dụ như là chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ, hay là bệnh nhân có các cái cử động chân có chu kỳ, hay là bệnh nhân có những cái rối loạn liên quan đến giấc ngủ, ví dụ như là cái chứng ngủ rũ. Assez rapidement, parce qu'on a déjà parlé, on va revenir sur les événements, les différents événements ventilatoires aussi un peu rapidement, parce qu'on a déjà parlé. Et puis surtout, on va voir ici quels sont les outils de mesure, quels sont les capteurs qui vont permettre d'identifier ces différents paramètres. Và chúng ta sẽ nói rất nhanh về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này, thì nó là một cái hội chứng mà khi đó thì chúng ta sẽ phải xác định các cái sự kiện hô hấp ban đêm của bệnh nhân thông qua các cái công cụ mà chúng ta có thể đo lường được thông qua các cái cảm biến và các cái phép ghi. Bon, on va passer là-dessus parce que ça c'est ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Pour arriver sur les événements respiratoires, donc les différents événements respiratoires étant, on a déjà vu les apnées, les hypopnées,
ce qu'on appelle les épisodes de haute résistance ou de limitation de débit inspiratoire avec une proéveille et ronflement simple. Và tiếp theo là các cái sự kiện về hô hấp mà chúng ta sẽ thấy được ở trong các cái bản ghi, đó là chúng ta sẽ tìm các cái cơn ngưng thở, các cái cơn giảm thở, các cái giai đoạn tăng kháng trở. Các cái giai đoạn tăng kháng trở này là những cái giai đoạn mà có giảm cái lưu lượng thở của bệnh nhân kèm theo với cả có các cái vi thức. Và tiếp theo đó là ngáy. Donc les différents événements, les apnées, on a vu qu'il y avait des apnées de trois types en fait, obstructives avec persistance d'effort respiratoire, centrale sans effort respiratoire, et les mixtes à début central et à fin obstructive. Et chacun de ces événements, pour être retenu comme pathologique, doit avoir une durée minimale de 10 secondes. Và định nghĩa về các cái sự kiện ngưng thở như lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, đó là các cái sự kiện tắc nghẽn là bao gồm vẫn còn có các cái gắng sức về hô hấp, ngừng thở trung ương tức là không còn các cái gắng sức về hô hấp nữa, và ngừng thở hỗn hợp là khởi đầu bằng ngừng thở trung ương và kết thúc bằng ngừng thở tắc nghẽn. Và tất cả những cái sự kiện này thì đòi hỏi là phải có một cái thời gian, đó là có ngừng hoàn toàn dòng khí ở mũi miệng trong ít nhất là 10 giây. Un nouvel exemple d'apnée obstructive, la respiration étant ici. Arrêt du flux respiratoire. Ici, on a l'enregistrement des sons sur cet enregistrement avec le ronflement qui s'arrête aussi. Plus de bruit respiratoire pendant l'apnée et on voit la persistance des efforts, des mouvements thoraciques et abdominaux correspondant aux efforts respiratoires en opposition de phase entre le thorax et l'abdomen. Đây thì chúng ta sẽ thấy vẫn là cái cơn ngừng thở tắc nghẽn, thì ở phía trên này là cái lưu lượng khí qua mũi của bệnh nhân. Lưu lượng thở của bệnh nhân chúng ta thấy là gần như là bị ngừng hoàn toàn. Tiếp theo đây là cái đường thứ hai là ghi lại cái âm thanh, tức là ghi lại cái tiếng ngáy. Thì đây chúng ta thấy tương ứng với cơn ngừng thở thì chúng ta cũng thấy là mất đi các cái tiếng ồn ở trong cổ họng của bệnh nhân, tức là mất đi cái tiếng ngáy. Và về cái cử động ngược bụng thì chúng ta thấy là vẫn còn các cái cử động ngược bụng và ngược pha giống như trong cái hình ảnh lúc nãy mà chúng ta thấy về cơn ngừng thở tắc nghẽn. Et bien sûr, la conséquence sur la désaturation, sur la saturation en oxygène, avec la survenue d'une désaturation importante dans cette très longue apnée obstructive. Và cái hậu quả ngay lập tức mà chúng ta thấy đó là có cái sự giảm độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân. Ở đây thì độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân giảm rất sâu và rất là dài, bởi vì cái cơn ngừng thở phía trên của bệnh nhân cũng dài. L'apnée centrale, elle se caractérise par un arrêt respiratoire avec disparition des mouvements thoraciques et abdominaux, absence de lutte respiratoire, les voies aériennes sont ouvertes, il s'agit d'une apnée centrale. Tiếp theo là cơn ngừng thở trung ương thì chúng ta cũng thấy rằng là không sẽ biến mất các cái cử động ngược bụng của bệnh nhân. Và lúc này thì chúng ta thấy rằng là vì là cơn ngừng thở trung ương cho nên là cái miệng, tức là cái đường hô hấp trên của bệnh nhân thì vẫn mở chứ nó không bị xẹp. Và ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái điển hình của cái cơn ngừng thở trung ương. L'apnée mixte, elle se commence comme une apnée centrale avec absence de mouvement thoracique et abdominaux. Et puis dans la seconde partie, des mouvements thoraciques et abdominaux, des efforts respiratoires. L'apnée mixte. Là, sur cette trace, c'est la pression susternale. On en parlera après. C'est l'enregistrement de la pression, des variations de pression au-dessus du sternum qui correspond aux variations de pression intrathoracique. Donc les petites oscillations qu'on voit là, ce n'est pas de la respiration, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'oscillation cardiogénique. Et puis, on voit ici la réapparition des efforts respiratoires lors de la seconde partie de cette apnée qui devient de type obstructive. Tiếp theo đó là cái cơn ngừng thở hỗn hợp, thì ở đây chúng ta thấy rằng là với cơn ngừng thở như thế này thì được chia ra thành hai phần. Một cái phần đầu tiên này thì chúng ta thấy rằng là mất các cái cử động ngược bụng, tiếp theo đó là cái áp lực ở trên xương ức, nó đại diện cho cái áp lực ở trong khoang lồng ngực, thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta không có cái áp lực trên xương ức nữa. Và ở cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta lại thấy là có các cái cử động ngược bụng và có tăng cái áp lực ở trên xương ức. Thế thì ở cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng đây không phải là cái cử động hay là cái sự tăng áp lực trên xương ức đâu, mà nó là do sự nhiễu của các cái cử động do sự nhiễu của cái điện tim vào đây thôi. Thế thì ở đây thì chúng
chúng ta sẽ thấy đây là một cái cơn ngừng thở hỗn hợp mà khởi đầu bằng ngừng thở trung ương và kết thúc nó giống như một cái ngừng thở tắc nghẽn. Donc les hypopnées une dernière fois, je vous l'ai dit déjà au moins deux fois, diminution d'au moins 50% du signal de débit associé à une désaturation ou à un micro-événement. Tiếp theo đó là định nghĩa về giảm thở, thì giảm thở là giảm ít nhất 50% tín hiệu của cái dòng lưu lượng nền và kèm theo với đấy là bệnh nhân có cái sự sụt giảm độ bão hòa oxy máu trên 3% hoặc là có kèm theo vi thức. Un exemple d'hypopnée obstructive ici avec une diminution de l'amplitude respiratoire et vous voyez bien ici cette limitation de débit inspiratoire dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce plateau en fin d'inspiration, donc limitation du débit inspiratoire qui traduit la fermeture partielle des voies aériennes supérieures. Tiếp theo đó là một cái ví dụ về cái cơn giảm thở, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái dòng lưu lượng khí thở của bệnh nhân thì có cái hiện tượng giống như lúc nãy tôi đã trình bày rồi, đó là cả cái hiện tượng là giới hạn cái lưu lượng thở vào, tức là ở cuối cái kỳ thở vào thì chúng ta sẽ thấy có một cái hình ảnh bình nguyên và nó là một trong những cái hình ảnh mà thường gặp ở cơn giảm thở của bệnh nhân. Vous voyez ici on a l'enregistrement du son. Vous voyez que pendant l'hypopnée de type obstructive persiste, les bruits respiratoires persistent un ronflement qui augmente en intensité à la fin de l'hypopnée avec lors de la reprise respiratoire ici. Và tương ứng và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở cái biểu đồ thứ hai này thì nó ghi lại cái tiếng ồn trong khi ngủ, tức là nó ghi lại cái tiếng ngáy của bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là nó tương ứng với cả cái cơn giảm thở phía dưới này. Khi mà chúng ta chiếu lên thì chúng ta thấy rằng là trong các cơn giảm thở vẫn còn các cái tiếng ngáy, bởi vì bản chất của giảm thở là cái đường hô hấp của bệnh nhân là chỉ bị hẹp thôi chứ không phải là tắc nghẽn hoàn toàn, và chúng ta thấy rằng là cái tiếng ngáy của bệnh nhân nó sẽ tăng lên về âm lượng, về cường độ khi mà rơi vào phía cuối của cái cơn giảm thở. Il s'agit ici des enregistrements par le système SIDELEC hein, qui enregistre à la fois les sons, les ronflements, les bruits respiratoires, la pression substernale ici et les mouvements thoraciques et abdominaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. On vous montrera cet après-midi des exemples d'enregistrement avec le système SIDELEC. Mais si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à m'interrompre. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái bản ghi mà được đo trên cái máy SIDELEC, thì nó có rất là nhiều kênh, bao gồm là kênh đo lại cái tiếng ồn của bệnh nhân, kênh đo lại tiếng ngáy, rồi là các kênh về áp lực ở trên xương ức, rồi là các cái kênh về cử động ngực bụng của bệnh nhân. Và nếu như các bạn có những cái câu hỏi mà ngay ở giữa những cái slide như thế này thì là đừng ngần ngại là các bạn hãy hỏi tôi luôn. Thế em hỏi trước cái sông đó, có hai cái sông, không biết là nó là gì đấy, sông một sông hai. Il a la question, il a le deux sons, le son 1 et le son 2, il a des différences entre son 1 et son 2. J'avoue que je ne sais plus, parce que vous savez, les spécialistes du SIDELEC, entre le son 1 et le son 2. Le son 1, c'est le bruit trachéal, c'est-à-dire quand je respire, je fais un bruit inspiratoire qui est grand, et quand j'expire, c'est le petit bruit. On a donc deux trucs. Et le son 2, c'est les ronflements. Ce n'est pas la même fréquence. L'analyse. Merci. Et le ronflement, il est là. Le ronflement, il est là. C'est où la Quand je respire, il y a un micro ici. Quand je respire, il y a deux bruits. Donc il y a un bruit inspiratoire et un bruit expiratoire. Donc un cycle respiratoire, c'est les deux là. Et quand le son 2, ici, c'est le ronflement. C'est pas la même analyse spectrale au niveau des Hertz. Ở đây thì bác sĩ Bằng thì có hỏi là có cái sự khác biệt nào giữa hai cái kênh là
sông 1 và sông 2 hay không. Thì ở đây thì về bản chất hai cái kênh này là khác nhau. Cái kênh sông 1 này là cái kênh mà đo lại cái độ ồn, tức là cái âm lượng của cái khí mà nó đi qua cái khí quản của bệnh nhân. Và tương ứng với đấy chúng ta sẽ có các cái nhịp hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Thế còn cái sông 2 này thì nó ghi lại cái, tức là nó có một cái được gọi là cái cắt tơ âm ở phổ của bệnh nhân ấy, thì nó sẽ ghi lại cho chúng ta là nó là cái hình chiếu của cái ngáy của bệnh nhân xuống. Tức là nó ghi lại cái tiếng ngáy của bệnh nhân, chứ không, nó không phải là cái tiếng thở thông qua khí quản. Hai cái đấy khác nhau như vậy ạ. Alors, la mesure de la ventilation nasale on a dû sauter une heure, en arrière. Ok. Donc la mesure de la ventilation, elle se fait par l'intermédiaire de lunettes nasales, l'enregistrement des différences de pression selon les phases d'inspiration et d'expiration. Donc il va permettre d'enregistrer différents types de il va permettre de traduire le débit respiratoire avec les différents aspects, les vibrations ici qui sont dues au ronflement. Cet aspect que je vous ai déjà montré plusieurs fois de plateau inspiratoire avec limitation de débit inspiratoire, ça c'est l'aspect typique de limitation de débit inspiratoire, plus ou moins associé à des ronflements, des vibrations inspiratoires ou expiratoires ici. Tiếp theo là về cái vấn đề mà chúng ta đo lường cái thông khí qua cái dây kính mũi của bệnh nhân. Thì với cái sự đo lường này thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh học khác nhau của cái lưu lượng thở. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái lưu lượng thở của bệnh nhân bình thường là như thế này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy có những cái đoạn mà nó đậm đậm hơn như thế này, là những cái đoạn rung. Nó tương ứng với cả cái việc ngáy của bệnh nhân. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có ngáy ở cái thì hít vào. Hoặc là như cái lưu lượng, như cái hình ảnh học này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái hiện tượng đó là bệnh nhân bị giảm cái lưu lượng thở vào của bệnh nhân và có cái hình ảnh là bình nguyên. Thế còn ví dụ như ở phía dưới hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân ngáy ở cả hai thì, ngáy ở cả thì hít vào và ngáy ở cả cái thì thở ra. Donc là l'exemple toujours avec le système Sidelec d'enregistrement de la respiration avec les lunettes nasales et les sons trachéaux, comme vous avez expliqué Franck, donc avec lors des apnées, ici il s'agit de la respiration enregistrée par un pneumotachographe. Alors, la méthode de référence de base pour l'enregistrement de la respiration, c'est le pneumotachographe, mais qui nécessite de mettre un masque nasal, naso-buccal, donc qui est un petit peu invasif et qui risque de perturber le sommeil du patient. Donc en pratique, le pneumotachographe n'est pas utilisé dans les études de recherche et en pratique, on va utiliser les lunettes nasales. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hình ảnh cũng được ghi ở trên cái máy Sidelec. Thì đây là cái hình ảnh cho thấy rằng là cái lưu lượng khí thở của bệnh nhân qua mũi, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta đo bằng cái pneumotach, cái này thì nó thì ra tiếng Việt là gì, nhưng mà nó không phải là cái dây kính mũi mà bệnh nhân bình thường hay đeo đâu, mà nó sẽ phức tạp hơn một chút, tức là nó giống như là một cái mặt nạ mũi miệng ấy, thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ nặng nề và xâm nhập hơn là cái kính mũi đấy. Thế thì cái đo cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của bệnh nhân, bởi vì là khiến cho bệnh nhân khó chịu hơn một chút, và thường là người ta sẽ chỉ sử dụng cái này mà ở trong các cái nghiên cứu thôi. Thế còn trên thực hành bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái dây kính mũi mà đơn giản để đo cái lưu lượng khí. Donc on enregistre la respiration nasale par l'intermédiaire des lunettes. On met systématiquement également au moins une thermistance devant la bouche pour enregistrer la respiration buccale, pour ne pas passer à côté d'une respiration purement buccale. Sinon, en cas d'obstruction nasale, on risquerait de ne pas avoir la respiration buccale et d'avoir des fausses apnées ou hypopnées. Donc, il faut enregistrer le nez, la respiration nasale et la respiration buccale.
Và bên cạnh cái dây oxy kính mũi thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái dây mà được gọi là một cái dây để đo cái lưu lượng thở của bệnh nhân qua miệng. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta lắp cái máy đo đa ký cho bệnh nhân thì bắt buộc sẽ phải có cả cái dây ở kính mũi để đo cái lưu lượng khí qua mũi của bệnh nhân và đo được cả cái hơi thở, tức là cái lưu lượng khí của bệnh nhân qua miệng nữa. Bởi vì như lúc nãy tôi đã nói rồi là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tắc nghẽn ở mũi thì lúc đó bệnh nhân sẽ bắt buộc phải thở bằng miệng, và chúng ta sẽ phải có một cái kênh tín hiệu như thế thì chúng ta mới biết được rằng lúc đấy bệnh nhân thở mũi hay thở miệng, và chúng ta xác định được các cái cơn đấy là cơn ngừng thở hay là giảm thở thực sự. Ensuite, le deuxième élément fondamental à enregistrer, ce sont les efforts respiratoires qui vont nous permettre de distinguer les événements obstructifs des événements centraux. La méthode de référence, c'est la pression œsophagienne qui enregistre directement la pression, les variations de pression intra-abdominale qui traduisent les variations de pression intra-thoracique, mais bien sûr, c'est une méthode invasive qui nécessite de mettre une sonde gastrique dans l'œsophage et voir les, au moins dans l'œsophage, voir l'estomac. Et donc cette méthode invasive, pression œsophagienne, n'est plus utilisée du tout en pratique courante. Tiếp theo là làm như thế nào để chúng ta đo được các cái gắng sức hô hấp của bệnh nhân. Thì cái phương án đầu tiên là chúng ta sẽ đo cái áp lực của thực quản. Thế thì trong những cái cơn ngừng thở tắc nghẽn thì thường là cái áp lực của thực quản nó sẽ tăng lên. Nhưng mà đây thì là một cái phương pháp mà trước đây thôi, chứ còn hiện tại thì không được sử dụng nữa, hoặc là chỉ được sử dụng ở trong các cái nghiên cứu thôi. Bởi vì là muốn đo được cái áp lực thực quản thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đặt một cái sông vào trong thực quản hoặc là trong dạ dày của bệnh nhân, và đây là một cái phương pháp mà xâm lấn. En pratique courante, on va le plus souvent utiliser des sangles abdominales et thoraciques qui nous permettent, par la fenêtre de jauge de contrainte ou de pétismographie d'inductance, d'enregistrer les mouvements thoraciques et abdominaux. Và tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái việc mà đo các cái điện cơ đồ của các cái cơ hô hấp để chúng ta xác định xem là liệu bệnh nhân này có các cái gắng sức hô hấp hay không, để từ đó phân biệt được các cái loại ngừng thở ngủ. On a vu des exemples, plusieurs exemples de l'intérêt de la limitation de débit inspiratoire qui est une traduction également de la fermeture des voies aériennes supérieures. Và lúc nãy thì chúng ta đã thấy rất là nhiều các cái ví dụ mà tôi nói về cái giới hạn của cái dòng khí thở, dòng khí thở vào của bệnh nhân. Và qua đó thì chúng ta thấy được rằng là khi mà bệnh nhân có cái giới hạn dòng khí thì có nghĩa là cái đường hô hấp trên của bệnh nhân đang bị hẹp hoặc là bị đóng. Le temps de transit du pouls, bon, je vous en parlerai pas parce que c'est une méthode qui n'est plus utilisée ou quasiment plus, qui a eu son heure de gloire. Mais l'intérêt, c'était de mesurer les variations du temps de diffusion de l'onde cardiaque du cœur jusqu'en périphérie, qui est corrélé aux variations de pression intrathoracique. Bon, je ne vous en parlerai pas parce qu'on ne l'utilise plus en pratique. Và tiếp theo chúng ta có thể sử dụng vào cái thời gian, dựa vào cái thời gian lan truyền sóng mạch. Cái thời gian lan truyền sóng mạch ở đây nó thực chất là cái thời gian mà khởi đầu, mà cái tức là cái tim của chúng ta bóp cái nhịp của thùy tâm thu, và cho đến khi mà cái mạch nhảy ở dưới cổ tay ấy. Ông ấy thì cũng nói rằng là bạn thì cũng không cần phải dịch quá về cái vấn đề này, bởi vì thật ra cái thời gian lan truyền sóng mạch này thì bây giờ cũng không dùng nữa đâu. Mà cái quyết định. Par contre, on a vu l'intérêt de l'enregistrement de la dépression et de la pression, des variations de pression susternale, on va y revenir, et c'est ce qui est utilisé dans le système SIDELEC. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đo các cái gắng sức hô hấp dựa trên cái áp lực ở trên xương ức mà chúng ta thấy được ở trên các bản ghi của máy SIDELEC như lúc nãy chúng ta đã xem. Alors, simplement, illustration de du temps de transit du bout, je n'en parlerai pas, mais quand même l'illustration, c'est la variation du temps de transit du bout en fonction des variations de pression intrathoracique et que la pression de pression de ce temps de transit du bout est corrélée aux variations de pression intrathoracique. Và đây là cái ví dụ về cái thời gian lan truyền sóng mạch. Thì các bạn thấy rằng là nó tương ứng với cả các cái sự kiện tắc nghẽn ở trên này, thì nó sẽ tương quan đến cái việc là nó sẽ tăng dần của cái áp lực của thực quản.
Và khi đó thì cái thời gian lan truyền sóng mạch thì nó cũng sẽ tăng dần lên như thế này. Thì là chúng ta có thể dựa vào cái thời gian lan truyền sóng mạch để phiên ra các cái sự kiện tắc nghẽn thông qua là cái sự tăng áp lực ở trong lồng ngực là như vậy. En fait, sur tous les enregistrements, on verra certainement des exemples cet après-midi sur les tracés. Sur tous les enregistrements, on n'a pas le temps de transit du cou, mais on a la courbe d'enveloppe du cou, le plétismogramme du qui est traduit aussi des variations d'amplitude corrélées aux efforts respiratoires. Ça, c'est un paramètre qu'on peut avoir sur tous les enregistrements polygraphiques. On pourra vous montrer, je pense, cet après-midi sur des exemples de 3C. Và ở trên cái bản ghi thì thông thường chúng ta cũng sẽ không thấy được cái thời gian lan truyền sóng mạch nó rõ ràng như thế này đâu. Nhưng mà chiều nay thì trong những cái bản ghi trên máy CDLX thì chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn về các cái đường cong mà nó sẽ gọi là tượng trưng hay là tương ứng với cả cái thời gian lan truyền sóng mạch mà nó cứ nhỏ sau đó thì tăng dần như thế này thôi. Voilà. Alors la pression susternale utilisée dans le système CDLEG, donc elle a été mise au point il y a une vingtaine d'années par des collègues d'Angers et une publication de Nicole Mellier il y a déjà 20 ans. Donc en fait, c'est un seul capteur posé au-dessus du manubrium sternal, un seul capteur qui enregistre à la fois le son et qui enregistre les variations de cette membrane, qui enregistre les variations de pression et reflet des variations de pression intrathoracique. Và để đo các cái gắng sức hô hấp này thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa trên là cái áp lực ở trên xương ức, giống như những cái bản ghi mà lúc nãy tôi đã phân tích ở với máy CDLX, thì với những cái capter âm, tức là những cái cảm biến mà được đặt ở phía trên cổ của bệnh nhân ở cái chỗ họng ức như thế này thì đã được phát triển bởi những cái đồng nghiệp của chúng tôi từ cách đây đến 20 năm rồi. Và ở trên cái cảm biến ở trên xương ức này thì chúng ta sẽ thấy là có những cái buồng để nó được gọi là cái cảm biến áp lực của bệnh nhân, và nó sẽ phiên ra những cái đường cong về áp lực trên cái bản ghi mà chúng ta sẽ đọc được. Donc dans ce système, on peut se passer de sangle thoracique et abdominal, puisqu'on a un enregistrement des efforts respiratoires par l'intermédiaire de cette variation de pression susternale. Và qua đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự dao động của cái áp lực trên xương ức, và do cái sự dao động này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ liên quan đến các cái gắng sức hô hấp thông qua cái cử động ngực bụng của bệnh nhân. Voilà l'exemple, dans l'exemple qui suit que je vous ai déjà montré, l'interruption du flux respiratoire sur les lunettes nasales, les mouvements thoraciques et abdominaux qui persistent en opposition de phase, et vous voyez la corrélation qui est très nette avec les variations de pression susternale. Ở đây thì cũng là một cái ví dụ về cái cơn ngừng thở tắc nghẽn, thì chúng ta thấy rằng là ở cái kênh lưu lượng khí qua mũi của bệnh nhân thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái dòng khí của chúng ta không còn nữa, và cái cử động ngực bụng của bệnh nhân vẫn còn và có cử động là ngực pha, và tiếp theo đó là cái áp lực ở trên xương ức thì chúng ta vẫn thấy là vẫn có những cái tồn tại của cái áp lực này. Voilà. Là un aspect que je vous ai déjà montré aussi à plusieurs reprises, une apnée de type central, apnée, un mouvement thoracique nerveux de dos et sur la pression susternale, uniquement ces petites oscillations qui correspondent, vous l'avez dit, aux oscillations cardiogéniques. Và tiếp theo đó là cái ví dụ về ngừng thở trung ương mà chúng ta thấy rằng là có mối liên quan đến cái áp lực trên xương ức như thế nào. Thì ở đây là tương ứng với những cái cơn ngừng thở trung ương, bởi vì chúng ta thấy rằng là ngừng thở kết hợp với cả không còn cái cử động ngực bụng nữa, và chúng ta thấy rằng là ở trên này thì cái áp lực ở trên xương ức của chúng ta là gần như là không có. Thế còn cái sự dao động lăn tăn nhỏ nhỏ này là cái sự dao động của cái nhịp tim thôi mà chúng ta tìm thấy thôi. Donc la publication initiale des collègues d'Angers toujours qui avait bien démontré la corrélation entre les variations de pression susternale et les variations de pression œsophagienne qui sont toujours la méthode de référence.
Và để đo cái áp lực, đo cái gắng sức hô hấp này thì đây cũng là một cái nghiên cứu của cái đồng nghiệp của chúng tôi ở thành phố Angers, cũng ở là một thành phố của Pháp. Thì khi mà người ta đặt các cái cảm biến ở trên xương ức và người ta đặt cả cái sông thực quản, tức là cái phương án xâm lấn đấy, thì người ta cũng thấy rằng là cái cảm biến trên xương ức nó hoàn toàn có thể đại diện cho cái áp lực qua thực quản của bệnh nhân, và nó cũng là một cái kênh tham khảo rất là hữu ích để chúng ta đo được các cái gắng sức về hô hấp. Dans tous les systèmes de polygraphie, on va enregistrer le son au moins par la pose d'un micro au niveau de la base du cou, qui permet d'enregistrer le son respiratoire et à la recherche des ronflements essentiellement. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đo lường về cái âm ngáy của bệnh nhân, thì cũng là một cái cutter cảm biến âm mà được đặt ở trên cổ của bệnh nhân, thì sẽ cho phép chúng ta đo được cả cảm biến về áp lực và đo được cả về cái âm lượng, tức là cái tiếng ngáy của bệnh nhân ở trong khi ngủ nữa. Et comme vous l'a expliqué Franck, dans le système CIDELEC, il y a une analyse plus détaillée des sons en fonction de la fréquence qui permet de distinguer à la fois les sons respiratoires normaux, si je vais à l'inspiration et à l'expiration, distinguer ces sons respiratoires des ronflements, son 1 et son 2, que Franck vous a montré. Và cũng giống như câu hỏi lúc nãy các bạn đã đặt về các cái sự khác biệt giữa sông 1 và sông 2, thì cùng là một cái cảm biến ở trên xương ức này, thì chúng ta sẽ đo được là cái sự thay đổi về cái mặt áp lực để chúng ta phân biệt được là cái ngừng thở trung ương hay ngừng thở tắc nghẽn. Và đồng thời cũng cái cảm biến này thì với cái sông 2 thì chúng ta sẽ đo lường được cái ngáy của bệnh nhân, cái âm ngáy của bệnh nhân để chúng ta phiên ra được cái kênh là sông 2 đấy. Voilà Voilà, on ne rentrerait pas dans le détail, mais ce traitement différentiel du signal enregistré par le microphone dans le système de CIDELEC, qui permet d'analyser plusieurs fréquences, qui permet de distinguer les sons respiratoires des ronflements. Chi tiết hơn về cái cutter âm này thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái microphone, tức là một cái để cảm nhận cái âm lượng ngáy của bệnh nhân, và nó thông qua một cái bộ xử lý tín hiệu, và cuối cùng là nó sẽ phiên ra được cho chúng ta về cái dòng để biểu diễn cái âm lượng ngáy của bệnh nhân, và chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh đấy là chúng ta nhìn được ở sông 2. Ronflement, c'est un symptôme constant du syndrome d'apnée obstructive, hein, qui fait l'objet souvent d'une plainte sociale, une plainte essentiellement de l'entourage, du conjoint de la personne, qui est liée à la mise en vibration des parties molles des voies aériennes supérieures, du voile du palais, de la douette et des parois du pharynx, lors du relâchement des muscles dilatateurs du pharynx chez ces patients. Và tiếp theo là chúng ta thấy rằng là để phát hiện hay là thăm dò cái tiếng ngáy này, thì chúng ta thấy rằng là cái tiếng ngáy này nó là một cái tiếng lớn, ồn lớn phát ra khi ngủ, và nó sẽ gây nên các cái phàn nàn rất là nhiều về mặt xã hội, và chủ yếu là ở những cái người ngủ cùng. Và cái bản chất của cái ngáy này là do các cái sự rung động của các cái phần mềm ở khí quản, ở cái đường thở trên của bệnh nhân, và nó là một cái trong những cái dấu hiệu mà cho thấy là có cái sự tăng kháng trở của đường hô hấp trên. Mais comme je vous l'ai dit, tous les ronfleurs ne sont pas des apnéiques. On peut ronfler et bien sûr ne pas faire d'apnée ni d'hypopnée. Heureusement, je dirais, parce qu'il paraît que beaucoup d'hommes, surtout d'hommes, ronflent à partir de l'âge de 30, 40 ans. Enfin, c'est variable. Và ở đây thì tôi cũng muốn nói rằng là ngáy thì nó là một trong những cái triệu chứng rất là điển hình của cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, nhưng mà rất là may mắn là không phải ai ngáy thì cũng bị mắc ngừng thở khi ngủ, hay không phải ai ngáy thì cũng có các cái sự kiện ngưng thở hoặc là giảm thở, bởi vì phần lớn đàn ông chúng tôi thì là đều có cái hiện tượng ngáy bắt đầu từ những năm 30 hoặc là 40 tuổi, nhưng mà không phải tất cả đều có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này. Ce tracé, il est intéressant, c'est une impression en ronfleur, vous voyez ces ronflements à chaque inspiration, ronflement inspiratoire répété, sans apnée ni hypopnée vraie, on a une respiration qui reste régulière et pas d'arrêt de la respiration, pas de diminution importante de l'amplitude de la respiration, mais vous voyez qu'il y a ce fameux plateau inspiratoire
Donc, il traduit déjà l'apparition d'une petite résistance des voies aériennes supérieures. Ở đây trên hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bệnh nhân này họ ngáy rất là nhiều. Họ ngáy rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xuống là cái kênh mà để đo cái lưu lượng khí qua mũi của bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là nó tương đối là đều. Và chúng ta nhận thấy rằng là ở cái đường này thì không có các cái sự kiện ngừng thở hay là giảm thở điển hình. Mà chúng ta sẽ thấy là có những cái sự kiện đó là có cái sự là giảm cái lưu lượng thở của bệnh nhân và thông qua đó là các cái đường bình nguyên như thế này. Thì cái điều này cũng chỉ nói lên với chúng ta rằng là bệnh nhân có cái sự hẹp rất là nhẹ ở cái đường hô hấp trên và gây ra cái tiếng ngáy như vậy mà thôi. Chez ce type de patient, il va falloir corréler ça à la clinique. Si ce patient n'a aucune plainte, n'est pas fatigué, n'a pas de somnolence diurne, s'il n'a aucune comorbidité cardiovasculaire, pas d'hypertension, aucune pathologie cardiovasculaire connue, on va parler de ronflement simple. Hein. Pas de pathologie de type syndrome d'apnée a priori. Và ở đây thì những cái trường hợp này chúng ta sẽ gặp ở những cái bệnh nhân mà người ta chẳng phàn nàn gì cả. Người ta chẳng phàn nàn về cái buồn ngủ ban ngày quá mức hay là người ta cũng không có những cái rối loạn giấc ngủ gì về ban đêm. Và đặc biệt là ở những bệnh nhân này thì chúng ta sẽ không tìm thấy các cái bệnh đồng mắc nghiêm trọng, ví dụ như các bệnh đồng mắc về chuyển hóa hay là các bệnh lý đồng mắc về tim mạch. Và trường hợp này thì chúng ta sẽ được gọi là một cái trường hợp ngáy đơn thuần thôi mà không có các bệnh lý đi kèm. Par contre, si ce patient a des signes cliniques, s'il se plaint d'être fatigué, s'il se plaint d'un sommeil non réparateur, d'une somnolence diurne excessive, ou s'il est hypertendu ou a des comorbidités. Ça, c'est... Excusez-moi, c'est mon téléphone, c'était déclenché. Donc s'il a des symptômes et ou s'il a des comorbidités cardiovasculaires, il va falloir faire une polysomnographie pour analyser la structure du sommeil, rechercher les micro-éveils et voir si ces perturbations, qui sont minimes, provoquent une fragmentation du sommeil, provoquent des micro-éveils qui peuvent être responsables de sa symptomatologie et des conséquences cardiovasculaires. Và cũng cái bệnh nhân này, nhưng mà với cái hình ảnh này, nhưng mà bệnh nhân lại phàn nàn là bệnh nhân mệt mỏi, bệnh nhân buồn ngủ ban ngày, hoặc là có những cái bệnh đồng mắc về tim mạch kèm theo, ví dụ như là tăng huyết áp, thì lúc đấy thì không đơn thuần là một cái ngáy đơn thuần nữa, mà lúc đó thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành đo đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân. Tại sao chúng ta phải tiến hành đo đa ký giấc ngủ? Bởi vì khi đó thì chúng ta không tìm những cái cơn ngưng thở giảm thở, mà cái việc bắt buộc là chúng ta sẽ phải tìm các cái vi thức của bệnh nhân, và chính những cái vi thức đó nó sẽ là cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh nhân bị tăng huyết áp hay là dẫn đến các cái triệu chứng mà bệnh nhân phàn nàn. Voilà. Dans une polygraphie ventilatoire, une polysomnographie, la polygraphie ventilatoire, on va essayer d'apprécier le retentissement des événements sur les échanges gazeux, donc la recherche essentiellement de l'hypoxie par l'oxymètre. La SPO2, c'est classique. Quand j'étais jeune interne à l'époque, on avait des oxymètres, mais pas beaucoup, et on mettait encore des cathéters intra-artériels, soit en radial, soit en numéral. Bon, il y a bien longtemps qu'on ne fait plus ça, heureusement, parce que c'était quand même invasif de laisser un cathéter intra-artériel toute la nuit. Tiếp theo là để mà đo lường cái trao đổi khí ấy, thì hiện nay là chúng ta sẽ đo rất là đơn giản là đo cái độ bão hòa oxy máu qua cái xung mạch, tức là đo cái qua cái kẹp SpO2 ở đầu ngón tay thôi. Thì đấy là một cái phương án rất là đơn giản. Thế còn trước đây thì khi mà mới đầu ấy, mà người ta tiến hành đo ấy, thì không đơn giản như thế, mà người ta sẽ phải đặt một cái cateter vào trong tĩnh mạch để người ta đo được cái nồng độ PO2 hay là cái nồng độ CO2 ở trong máu của bệnh nhân. Si on veut rechercher une hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire l'association d'une hypercapnie à l'hypoxie, il faut faire une capnographie enregistrée de façon non invasive la PTCO2, qui nous permet d'avoir de rechercher l'hypercapnie et de diagnostiquer l'hypoventilation alvéolaire. Alors ça, ce sera dans les cas où on a une grande obésité, qu'on suspecte un syndrome obésité-hypoventilation.
ou dans les cas où on a une DPCO associée, où on suspecte un overlap syndrome d'association DPCO et SAOS. Và tiếp theo là để mà chúng ta đo được cái khí CO2 của bệnh nhân, tức là trong những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có cái hiện tượng giảm thông khí thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cả cái nồng độ CO2 của bệnh nhân nữa. Thế thì khi đó thì chúng ta sẽ phải có một cái được gọi là cái thám đồ, tức là có thể đo được cái nồng độ khí POC và PCO2, PTCO2 qua da. Thế thì chúng ta sẽ lắp những cái kênh như thế này trong những trường hợp nào? Thứ nhất là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân quá béo phì, mà người ta gọi là cái hiện tượng, người ta gọi là cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang, hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân có các cái bệnh lý đồng mắc, ví dụ như là bệnh CPD, mà có trong cái hội chứng đó là hội chứng chồng lấp giữa CPD và hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ, thì người ta gọi là overlap, tức là chồng lấp giữa hai bệnh. Donc la cartographie, la technique consiste à poser un seul capteur, généralement au niveau de l'oreille, qui permet d'enregistrer à la fois la SPO2 et la PTCO2. Et vous voyez, chez ce type de patient, il y a des désaturations importantes au cours du sommeil. La corrélation avec les augmentations et les pics de PTCO2, hypercapnie nocturne. Un patient qui a... Je ne sais pas, là, mais soit un overlap syndrome, soit un syndrome obésité hypoventilation, probablement. Và đây là một cái ví dụ, một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là cái mà thán đồ, tức là cái đo độ, cái đo PTCO2 qua da ấy, thì nó cũng rất là đơn giản, nó giống như là một cái cảm biến mà được lắp vào qua cái tai của bệnh nhân và có thể đo được, phân tích được cái nồng độ CO2 của bệnh nhân qua da. Thế thì ở trên cái hình này thì chúng ta sẽ thấy được là cái cảm biến này nó vừa đo được cái nồng độ PAOC và nó vừa đo được cái nồng độ là PCO2 của bệnh nhân. Thì ở đây tương ứng với những cái đoạn mà bệnh nhân có giảm cái độ bão hòa oxy máu như thế này, thì chúng ta thấy rằng là ở trên cái thán đồ này chúng ta cũng thấy là tương ứng với đó là bệnh nhân có tăng cái nồng độ CO2 của bệnh nhân. Và thường là tôi không nhớ chắc chắn rằng là cái bệnh nhân này là mắc bệnh gì, nhưng có thể là bệnh nhân này là có cái giảm thông khí phế nang ở trong cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Alors, est-ce que l'oxymétrie seule, le seul enregistrement de la SPO2 peut avoir un intérêt pour le diagnostic de SAOS? Ça ne sera pas suffisant, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand on voit ce type de tracé, si on réalise une oxymétrie, qu'on voit ce type de tracé avec des désaturations nocturnes très importantes et tout au long de la nuit avec les variations de la fréquence cardiaque, et très forte suspicion de syndrome d'athérosclérose au cours du sommeil, mais ça n'est pas suffisant pour affirmer le diagnostic. Il faudra faire au moins une polygraphie et au moins enregistrer en parallèle la respiration. Và với cái việc mà đo cái độ bão hòa, chỉ riêng cái việc đo độ bão hòa oxy máu thôi thì có đủ để chẩn đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không, thì câu trả lời là không. Nhưng mà tuy nhiên là đo cái độ bão hòa oxy máu toàn bộ đêm của bệnh nhân như thế này thì sẽ cho chúng ta những cái giá trị để chúng ta có thể gợi ý hoặc là cái dự đoán cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ví dụ như là ở đây thì chỉ có cái hình ảnh độ bão hòa oxy máu ban đêm của bệnh nhân, thì chúng ta thấy là cái độ bão hòa oxy máu ban đêm của bệnh nhân rất là dao động, kèm theo với đấy là sự dao động của cái nhịp tim, thì nó là cái yếu tố gợi ý cho chúng ta về bệnh nhân này là rất có khả năng bị ngừng thở khi ngủ, nhưng nó không có giá trị chẩn đoán chính xác là bệnh nhân bị cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, mà bắt buộc sẽ phải dùng đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ. Ce type de profil est moins caractéristique avec des désaturations qui existent, moins importantes, mais là aussi corrélé à la clinique, on va avoir suspicion de syndrome d'apnée au cours du sommeil. On va faire polysomnographie. Và trên cái sơ đồ này thì chúng ta thấy rằng là cái độ bão hòa oxy máu nó không dao động nhiều như ở cái hình ảnh trước, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó cũng có sự dao động, kèm theo với đấy là nhịp tim cũng có sự dao động theo. Thế thì cái này thì chúng ta bắt buộc là phải sử dụng đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán xác định bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ hay không. Donc, chez ce même patient, chez ce même patient, la polygraphie permet déjà d'orienter, voire d'affirmer le diagnostic avec des événements respiratoires répétés, des ronflements importants. Et si on veut vraiment affirmer le diagnostic, on fera la polysomnographie avec les paramètres neurologiques qui permettent de construire l'hypnogramme
et de repérer la fragmentation du sommeil avec les micro-éveils qui sont ici. Và cái bệnh nhân ở trên kia thì người ta đã tiến hành là đo đa ký hô hấp, thì người ta thấy rằng là cái việc đo đa ký hô hấp giúp chúng ta phát hiện ra rất là nhiều các cái cơn ngừng thở và những cái cơn giảm thở nó tương ứng với những cái chỗ mà giảm độ bão hòa oxy máu như thế này. Và khi tiến hành đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy là có cả cái miên đồ về giấc ngủ ở đây, và khi gióng xuống phía dưới thì chúng ta thấy là có cái hiện tượng là phân mảnh giấc ngủ với rất là nhiều các cái vi thức mà màu đỏ đỏ phía dưới này là các cái vi thức mà nó làm cho cái giấc ngủ của bệnh nhân bị phân mảnh. Bon, c'était deux minutes encore sur ce tracé qui vous montre bien la corrélation entre les événements respiratoires à apnée hypopnée qui sont là, les désaturations et la survenue des micro-éveils. Vous voyez, dans cette phase, par exemple, où il y a beaucoup d'apnée hypopnée, les désaturations et les micro-éveils qui traduisent la fragmentation du sommeil, là on est en sommeil lent, léger, en stade 2. Và ở đây thì khi mà chúng ta thấy được là cái mối liên quan giữa cái cơn ngưng thở giảm thở với cả cái sự phân mảnh giấc ngủ, thì chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ tổng như thế này thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ khi mà chúng ta so sánh. Ví dụ ở đây là rất nhiều các cái cơn ngưng thở giảm thở ở đây, thì chúng ta gióng xuống là kèm theo với đấy là giảm độ bão hòa oxy máu. Và ở phía dưới này thì chúng ta thấy rất là nhiều các cái cơn vi thức và nó khiến cho cái giấc ngủ bệnh nhân bị phân mảnh. Và khi nhìn vào cái biên đồ giấc ngủ thì chúng ta thấy rằng khi đó thì bệnh nhân ở cái giai đoạn giấc ngủ rất là nông, là giấc ngủ N2. Alors, pour finir la classification des différents types d'enregistrement, classification internationale de l'American Academy of Sleep Medicine, quatre types d'enregistrement, de 1 à 4, peut-être pas logique dans ce sens-là, mais c'est comme ça, selon le type d'enregistrement. Le type 1, c'est la polysomnographie avec au moins 7 signaux, c'est-à-dire au moins 2 voies de EEG, électroencéphalogramme, l'EMG, l'EOG et les signaux respiratoires. Polysomnographie surveillée, c'est-à-dire en hospitalisation. Và theo cái sự phân loại quốc tế hay là sự phân loại của Hội Y học giấc ngủ Hoa Kỳ thì người ta phân các cái loại đo đa ký hô hấp hay là đo đa ký giấc ngủ ra thành 4 cái típ khác nhau, từ típ 1 đến típ 4. Trong đó ở cái típ 1, tức là đo đa ký giấc ngủ, là chúng ta phải có ít nhất là 7 cái tín hiệu, tức là 7 kênh, trong đó phải có các cái kênh đo điện não, đo điện nhãn đồ, điện cơ và các cái kênh đo về hô hấp. Và ở cái típ 1 này thì là cái típ mà bệnh nhân bắt buộc phải đo trong bệnh viện và có camera để theo dõi. Le type 2, c'est la même chose, polysomnographie, mais non surveillée, donc soit un patient qui est hospitalisé, mais sans surveillance, soit un patient en ambulatoire. Và cái type 2 thì nó cũng giống y hệt như cái type 1 thôi, nhưng mà nó không được theo dõi, tức là không có cái camera theo dõi. Thì với cái type này thì có thể là một là bệnh nhân đo tại nhà hoặc là bệnh nhân có thể đo tại bệnh viện. Le type 3, c'est la polygraphie ventilatoire avec uniquement les paramètres 4 signaux qui sont les paramètres respiratoires, la respiration et la saturation et la mesure par une méthode au moins des efforts respiratoires, par exemple les sangles thoraciques et abdominales ou la pression cisternale. Và tip 3 đó là đo đa ký hô hấp, tức là lúc này chúng ta chỉ còn có 4 tín hiệu thôi, trong đó ít nhất là phải có tín hiệu về kênh qua mũi, đo độ bão hòa oxy máu và ít nhất là phải có một cái tín hiệu để đo cái cử động ngực bụng để chúng ta có thể phiên ra được là bệnh nhân có cái gắng sức hô hấp hay không. La polygraphie, sauf exception, ne nécessite pas hospitalisation et dans la grande majorité des cas réalisée en ambulatoire. Và cái đo đa ký hô hấp này thì cũng không nhất thiết là bệnh nhân sẽ phải nhập viện để đo, mà chúng ta có thể không nhất thiết là phải theo dõi trong bệnh viện, mà chúng ta có thể tiến hành đo cho bệnh nhân tại nhà. Enfin, le type 4, c'est un ou deux signaux. Par exemple, ça correspond au système apnée à ligne que vous connaissez peut-être. Apnée à ligne, c'est deux signaux, des lunettes nasales pour l'enregistrement de la respiration et un capteur d'oxymètre, donc deux signaux non surveillés, bien sûr, réalisés en ambulatoire.
Và cái tip 4 này là một cái loại đo đa ký hô hấp rất là đơn giản. Nó chỉ gồm có một hay hai kênh tín hiệu thôi. Và nếu như mà các bạn biết về cái apneling thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái loại mà đo đa ký hô hấp như vậy. Một hoặc hai tín hiệu ở đây là sẽ phải có ít nhất một cái tín hiệu kênh qua mũi và một cái tín hiệu đo độ bão hòa oxy máu. Apneling, je fais pas publicité pour ResMed, j'ai pas d'action chez ResMed, malheureusement. Mais c'est un bon système qui permet de faire dépistage de syndrome d'apnée et qui permet même, à mon avis, par exemple chez vous, de faire du diagnostic des patients les plus sévères et de traiter, d'appareiller par CPAP, par exemple, ces patients les plus sévères. Puisqu'on a, si on a un index, on a un index d'apnée par l'intermédiaire des lunettes nasales, on a la désaturation. Si on a un index d'apnée très élevé avec des signes cliniques correspondants, le diagnostic peut être posé et le traitement également. Và với những cái máy đo đa ký hô hấp mà nó ít cái tín hiệu như thế này, giống như là cái máy apneling thì nó có quá ít các cái tín hiệu, nên là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị mắc cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng hoặc là những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý đồng mắc kèm theo thì thường là nó không đủ để chúng ta có thể chẩn đoán được cho bệnh nhân. Và nhất là những cái bệnh nhân mà đã có cái thở máy kèm theo rồi thì những cái máy như thế này thì nó sẽ không giúp ích được cho chúng ta nhiều trong cái việc mà chẩn đoán những cái trường hợp nặng như vậy. Alors, comment va-t-on choisir entre ces types d'enregistrement? Parce que ce sera, comme vous l'avez dit, expliqué, je ne reviens pas en fonction du contexte clinique, en fonction aussi des endroits où on se trouve, la disponibilité des différents types d'enregistrement, des délais d'obtention. Et bien sûr, ces enregistrements ont un coût très différent entre les examens les plus simples et les examens les plus compliqués, comme la polysomnographie, et ont un coût bien sûr plus important s'ils sont réalisés en hospitalisation par rapport à l'ambulatoire. Và để chúng ta lựa chọn được là chúng ta sẽ đo đa ký hô hấp hay là đo đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta hỏi cái bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân như thế nào. Với những cái bệnh nhân mà có các cái rối loạn về giấc ngủ, bệnh nhân có các cái bệnh lý về đường mắc, về tim mạch hay chuyển hóa thì lúc này thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái phương án mà phức tạp hơn một chút để có thể chẩn đoán được cái giấc ngủ của bệnh nhân. Đó là cái phương án đo đa ký giấc ngủ. Và nếu như mà những cái bệnh nhân mà không có bệnh đông mắc hoặc bệnh nhân chỉ có các cái triệu chứng đơn thuần thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể đo đa ký hô hấp tại nhà cũng được. Donc les règles générales, c'est que tout enregistrement, quel qu'il soit, doit être précédé bien sûr d'une évaluation clinique par un médecin formé aux pathologies du sommeil, que tout enregistrement doit être réalisé et analysé par un personnel médical là aussi compétent. Il ne faut pas se contenter des analyses automatiques, il faut analyser en détail chaque enregistrement, donc faire une relecture manuelle de tous les enregistrements, ce qui demande un temps minimum. Và về các cái tiêu chuẩn chất lượng thì chúng ta thấy rằng là tất cả các cái bản ghi, các cái chỉ định đo đa ký đều phải dựa trên cái đánh giá lâm sàng của một cái người bác sĩ đã được đào tạo về chuyên ngành bệnh lý giấc ngủ. Và thứ hai đó là các cái phép ghi, những cái đo đạc về ban đêm này thì phải được thực hiện bởi các nhân viên y tế hoặc là kỹ thuật viên đã được đào tạo về kỹ thuật, đã được đào tạo về cái chuyên ngành bệnh lý giấc ngủ này. Và một cái rất quan trọng nữa là không bao giờ chúng ta được dựa vào cái bản đọc tự động của máy mà chúng ta sẽ phải đọc lại thủ công để có thể cho ra được một cái kết quả chính xác. La polygraphie ventilatoire, son indication sera retenue dans les cas de forte suspicion clinique de syndrome d'apnée au cours du sommeil, puisque si on dispose des systèmes, c'est simple, c'est facilement réalisable en ambulatoire pour les patients et l'interprétation est facile si on est formé et expérimenté. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái đa ký hô hấp thì chúng ta sẽ dựa vào các cái tín hiệu hô hấp thôi. Thì đây là một cái lựa chọn đầu tiên trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và cái thiết bị này thì nó tương đối là đơn giản, lắp đặt cũng đơn giản và chúng ta có thể lắp đặt ở tại nhà, ngoại trú cũng được. Và khi mà một bác sĩ đã được đào tạo rồi thì phân tích cũng tương đối là dễ. Cette polygraphie ventilatoire peut être réalisée à partir des centres des hôpitaux privés ou publics, des
et des cabinets d'homologues, d'ORL, de cardiologues, bon, accessibles à tous en France. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore au bon tarif. C'est les polygraphies, c'est ça. Bon. En France, pour vous situer les choses, le tarif d'une polygraphie remboursée par l'assurance maladie est de 145-146 €. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn cái đa ký hô hấp này thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng để tiếp cận, bởi vì là cái máy này thì nó tương đối đơn giản, nó có thể được đặt tại bệnh viện, được đặt tại các phòng khám, thậm chí là các cái trung tâm giấc ngủ tư nhân cũng có thể, hoặc là các cái phòng khám tư về hô hấp hay tai mũi họng thì cũng có thể đặt được các cái máy đo đa ký hô hấp này. Và ở Pháp thì nó được thanh toán bởi bảo hiểm xã hội với cả cái mức chi phí lên tới 146 €. Donc cette polygraphie va dans un bon nombre de cas nous donner le diagnostic, permettre de poser le diagnostic et d'orienter le traitement en fonction de l'index d'apnée hypopnée, surtout si l'index d'apnée hypopnée est supérieur à 30, et permet également de contrôler l'efficacité des différents traitements, des orthèses, des dispositifs positionnels, des CPAP dont on reparlera. Và đo đa ký hô hấp tại nhà thì chúng ta sẽ có thể chẩn đoán được cái hội chứng ngưng giảm thở khi ngủ cho bệnh nhân, để đưa ra được một cái chẩn đoán cũng tương đối dễ dàng và có thể giúp định hướng được cái điều trị tùy theo cái mức độ nặng của hội chứng ngưng thở khi ngủ thông qua cái chỉ số là ngưng giảm thở. Đồng thời cái máy đo đa ký hô hấp này cũng giúp cho chúng ta đánh giá được các cái hiệu quả điều trị của một số phương án khác, ví dụ như là sử dụng dụng cụ đẩy hàm dưới, sau đó thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đo lại, rồi là đánh giá hiệu quả của cái điều trị thay đổi tư thế hay là điều trị bằng CPAP. Les limites de la polygraphie, bien, c'est bien sûr qu'on n'a pas d'enregistrement du sommeil, donc on n'a pas la durée du sommeil. Donc on risque déjà de sous-évaluer la sévérité du syndrome d'apnée, puisque vous voyez que c'est différent. On prend sans apnée, un patient qui fait sans apnée en 5 heures, ça nous donne un index d'apnée hypopnée à 20. S'il fait le même nombre d'apnée en 3 heures au sommeil, ça nous fait un index à 33, donc un index de gravité différente et des indications thérapeutiques qui peuvent être différentes. Và một cái điểm hạn chế mà tại sao lại phải có đo đa ký giấc ngủ mà không chỉ có đo đa ký hô hấp thôi, đó là chúng ta thấy rằng là cái thời gian phân tích sẽ khác nhau, bởi vì là cái thời gian bệnh nhân đo sẽ khác với thời gian bệnh nhân ngủ thực, và do đó thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ là đánh giá dưới mức cái mức độ nặng của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ví dụ ở đây bệnh nhân có 100 cơn ngừng thở ở trong đêm, nếu mà chúng ta đo đa ký hô hấp thì chúng ta sẽ chỉ biết được là bệnh nhân đo trong vòng 5 giờ thì chúng ta sẽ có cái chỉ số ngưng giảm thở là 100/5 bằng là 20. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta đo bằng đa ký giấc ngủ thì thực sự là bệnh nhân này đo 5 tiếng nhưng bệnh nhân chỉ ngủ được 3 giờ thôi, và khi đó thì cái chỉ số ngưng giảm thở của bệnh nhân tăng lên là 33 cơn một giờ, và khi đó thì chúng ta sẽ cần phải hỏi bệnh nhân đánh giá về cái chất lượng giấc ngủ đêm qua của bệnh nhân như thế nào. Sur les polygraphies, on le verra certainement sur des exemples, il y a un moyen simple d'estimer la durée de sommeil puisqu'il y a un capteur de mouvement, et lorsque le patient est endormi il y a pratiquement plus de mouvement, donc ce qui permet quand même assez facilement, généralement, de repérer les épisodes de sommeil par rapport aux épisodes d'éveil. Và trong những trường hợp mà chúng ta sử dụng đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta có rất là nhiều các cái cảm biến để chúng ta đo được, ví dụ như là cảm biến trên não này, rồi để đánh giá các giai đoạn giấc ngủ, rồi là các cái cảm biến về cử động của bệnh nhân, và khi đó chúng ta sẽ rất là dễ dàng phân biệt được cái giai đoạn nào là giai đoạn bệnh nhân ngủ, giai đoạn nào là giai đoạn bệnh nhân thức. Et bien sûr, l'autre écueil important de la polygraphie, c'est qu'on n'a pas d'évaluation diagnostique des micro-éveils, ce qui peut entraîner une sous-cotation des hypopnées. Micro-éveils, si on a des hypopnées, surtout qui n'entraînent pas de désaturation, mais qui peuvent entraîner des micro-éveils. Donc, dans ces cas-là, si on voit des hypopnées avec peu de désaturation, si la clinique oriente vers la syndrome d'apnée, il faudra compléter par une polysomnographie. Và một trong những cái hạn chế nữa của đo đa ký hô hấp là chúng ta không thể đánh giá được các cái vi thức. Các cái vi thức ở đây thì nó sẽ làm cái việc mà đánh giá dưới mức các cái vi thức như thế này thì nó sẽ làm cho cái chỉ số AHI của chúng ta sẽ bị đánh giá nó thấp hơn, tức là bị đánh giá dưới mức. Ở đây thì chúng ta nhớ lại cái định nghĩa về cái cơn giảm thở, thì các cái cơn giảm thở ngoài cái định nghĩa về giảm độ bão hòa oxy máu thì nó có các cái hoặc là có vi thức. Thế thì khi mà chúng ta đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được nhiều hơn các cái cơn giảm thở, và khi đó thì chúng ta sẽ làm nâng được cái chỉ số AHI của bệnh nhân lên. Vì vậy trong những cái trường hợp mà trên lâm sàng bệnh nhân rất
rất nghi ngờ về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ, nhưng khi mà chúng ta đo bằng đa ký hô hấp thông thường mà các cái chỉ số AHI này nó thấp thì chúng ta bắt buộc phải đánh giá lại bằng đo đa ký giấc ngủ. La polygraphie ne permet pas, bien sûr non plus, de diagnostiquer les autres pathologies du sommeil éventuellement associées à un syndrome d'apnée, comme par exemple les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil, puisque on n'a pas d'enregistrement des mouvements de jambes. Và một cái điểm hạn chế nữa của đo đa ký hô hấp là nó không ghi lại các cái chuyển động của chân. Thế thì với những cái đo đa ký giấc ngủ thì người ta sẽ có các cái capter, người ta gắn được các cái chuyển động của chân như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta ghi lại được các cái chuyển động và chúng ta sẽ phát hiện được những cái hội chứng, ví dụ như là cái hội chứng trong chân không yên. Donc, il faudra réaliser une polysomnographie si on a un patient qui a une somnolence sévère avec un score des voix supérieur à 15 par exemple. Et si la polygraphie ventilatoire ne permet pas de diagnostiquer un syndrome d'apnée sévère, donc à la recherche du syndrome d'apnée, mais aussi d'autres pathologies associées, plus rares, ou pas plus rares bien sûr, mais qui peuvent être associées comme la narcolepsie. Và trong những cái trường hợp mà bệnh nhân rất là buồn ngủ vào ban ngày, bệnh nhân có cái điểm ép nước rất là cao, thì đo đa ký hô hấp thì có thể được, nhưng mà nếu mà chúng ta nghi ngờ hội chứng ngừng thở khi ngủ mà với những cái bệnh nhân mà bệnh nhân có những cái chất lượng giấc ngủ rất là tồi, hoặc là chúng ta nghi ngờ những cái bệnh nhân mà có mắc các cái bệnh lý khác về giấc ngủ, ví dụ như là bệnh nhân bị mất ngủ hoặc là bệnh nhân có cái chứng ngủ rũ, thì tốt nhất là chúng ta sẽ phải sử dụng cái đo đa ký giấc ngủ thì chúng ta mới có thể chẩn đoán được. Sur les micro-éveils, la polysomnographie sur lesquels les collègues pourront revenir demain. Pour dire que ce qui concerne la polysomnographie, bah, ces indications seront, comme on vient de voir, lorsqu'il y a une discordance entre la clinique et les résultats de la polygraphie ventilatoire, et essentiellement lorsqu'on a un SAS et aussi lorsqu'on a un SAS syndrome d'apnée modéré, index inférieur à 30, qu'on veut traiter par PPC ou s'il y a une plainte de somnolence importante, donc discordance clinique et résultat de la polygraphie. Và lúc đấy thì tôi bỏ qua một loạt các cái slide về cái vi thức, bởi vì là ngày mai thì các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ nói vào buổi ngày mai về rất là kỹ về phần này. Thế thì đo đa ký giấc ngủ chúng ta sẽ chỉ định trong những cái trường hợp nào? Chúng ta sẽ chỉ định trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái bệnh lý mà chúng ta nghi ngờ về cái rối loạn về giấc ngủ, ví dụ như là chứng ngủ rũ hay là bệnh nhân bị mất ngủ. Thứ hai đó là chúng ta thấy rằng là cái kết quả đo đa ký của chúng ta không tương đồng với cả các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Bệnh nhân có các cái chất lượng giấc ngủ rất là tồi khi đo đa ký, bệnh nhân hoàn toàn không ngủ được trong đêm hôm đó. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có các cái hội chứng tăng kháng trở đường hô hấp trên, hoặc là bệnh nhân có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ mức độ trung bình mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân thở CPAP, bệnh nhân phàn nàn về cái chất lượng giấc ngủ của người ta, phàn nàn về các cái buồn ngủ ban ngày, thì chúng ta sẽ có thể là sẽ phải chỉ định cái đo đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân. On va arrêter là pour ce matin et puis demain les collègues vont vous parler plus en détail donc de la polysomnographie, des micro-éveils, des stades de sommeil, etc. Và tôi sẽ kết thúc cái bài trình bày sáng nay của tôi ở đây và ngày mai thì các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ nói rõ hơn với các bạn về đo đa ký giấc ngủ là gì, về các cái vi thức và cái việc mà phân tích bản ghi giấc ngủ. Comme tu veux, c'est toi qui dis. Oui, oui. Ok, on peut s'arrêter. Oui, oui, 5 heures, ça, c'est le maximum, oui, oui. Oui, même peut-être un peu avant, 16h30, si on verra. Ici, on reste ici, ouais, ok. Tìm kiếm cái vi thức. Chị nói tiếng Anh, à chị nói tiếng Pháp luôn đi. Nhưng mà đấy là mình giấc ngủ rồi mình sẽ tìm vi thức. Đốc tập viên in question, dans ce cas, on fait la polygraphie
ông Thupa de Nico Eve, Solomon de Il n'a pas de hypocné avec des accusations. Et qui, quand on fait la polysomnographie, pourquoi le signe, le l'index IAH élevé? Est-ce qu'on trouve des micros éveillés, c'est ça? Oui, dans, quand on, il faut faire une polysomnographie si on a un nombre de, si on a des hypocnés sans désaturation. Et si on a une clinique, un patient qui a une fatigue, qui a une somnolence diurne, qui ronfle, si on a une clinique évocatrice de syndrome d'apnée et qu'à la polygraphie, on a des hypopnées mais sans désaturation, on ne peut pas dire vraiment hypopnée, il faut faire la polysomnographie pour rechercher la fragmentation du sommeil, rechercher les micro-éveils. Của thầy thì là trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái đo đạc khí hô hấp ấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái cơn giảm thở đó nó không kèm theo độ giảm bão hòa oxy máu thì không đủ tiêu chuẩn để chúng ta cốt đấy là một cơn giảm thở. Nhưng nếu trên lâm sàng bệnh nhân vẫn phàn nàn với chúng ta là tôi mệt lắm, rồi là tôi chất lượng giấc ngủ của tôi kém, tức là có cái triệu chứng lâm sàng người ta rất là nghi ngờ, thì lúc đấy bắt buộc chúng ta sẽ phải đo đạc khí giấc ngủ để chúng ta tìm cái vi thức. Bởi vì khi mà có cái vi thức kèm theo cái giảm thở như thế thì chúng ta lại cốt được cái cơn đấy là cái cơn giảm thở. Và trong những cái trường hợp như thế thì nó theo cái cơ chế là không phải là giảm độ bão hòa oxy máu mà là bệnh nhân bị phân mảnh giấc ngủ dẫn đến những cái phàn nàn của người ta. Et puis surtout la polysomnographie va nous permettre d'avoir le temps réel de sommeil. Et souvent rien qu'en ayant le temps réel de sommeil, ça permet de d'avoir un index d'apnée hypopnée plus élevé parfois avec le temps réel de sommeil qu'on n'a pas du tout, bien sûr, par la polygraphie. Và thêm một cái ý nữa đó là khi mà chúng ta thực hiện đo đa ký giấc ngủ thì cái chúng ta sẽ đo được cái thời gian ngủ thực của bệnh nhân, và với cái thời gian ngủ thực như thế thì chắc chắn là cái chỉ số AHI của bệnh nhân sẽ tăng lên, bởi vì là chúng ta sẽ chia cho một cái mẫu số nó bé hơn. Em hỏi thêm về cái bảo là giảm lưu lượng thở, với bác bảo là cái định nghĩa là của cái cơn giảm thở là trên 50%, đúng không ạ? Nhưng mà cái 50% đấy là nó so sánh với cái lưu lượng thở bình thường của bệnh nhân bình thường ngay trong đêm ngủ ạ. Thì với những cái bệnh nhân ngáy thì bản thân là cái lưu lượng nó đã bị giảm, thì cái giảm 50% đấy nghĩa là giảm so với cái lưu lượng ngáy lúc ngáy hay là cái lúc bình thường. Có nghĩa là bệnh nhân 4 lần đã ngủ là cứ ngáy rồi, bây giờ mình bảo mình muốn cốt nó là có giảm thở hay không thì cái mình sẽ so sánh cái đoạn lưu lượng lúc mình nghi ngờ đấy so với cái đoạn bình thường nhất của bệnh nhân, hay là có thể so sánh được ngay với cái lúc khi mà ngáy. Docteur Bang, I have une question. Si on cote les hyponées, l'amplitude de flow, et on va comparer avec avec l'amplitude ou quand le patient respire normal ou amplitude quand le patient gonflé. Donc on prend l'amplitude de référence, c'est celle de début de nuit, généralement les systèmes prennent l'amplitude respiratoire de début de nuit avant ou juste au début de l'endormissement. Quand le patient a une respiration calme, l'amplitude normale, le système prend l'amplitude respiratoire et ensuite il calcule automatiquement la diminution d'amplitude et il dira hypopnée s'il y a une diminution d'au moins 50%. Ça se fait très bien par l'analyse automatique, fait très bien l'analyse de l'amplitude respiratoire, à condition que les signaux soient bons, évidemment. Il faut avoir un bon signal de respiration nasale, évidemment. Câu trả lời của tôi là cái này thì chúng ta sẽ so sánh với cả cái lưu lượng vào đầu ban đêm, khi mà bệnh nhân hít thở bình thường và bệnh nhân hít thở tức là rất là êm dịu, khi mà bệnh nhân chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì người ta sẽ so sánh với cả cái lưu lượng lúc đó. Thế thì khi mà trên các cái bản ghi ở trên các cái máy đo đa ký hô hấp hay máy đo đa ký giấc ngủ thì cái máy nó sẽ tự động đo được cái khoảng lưu lượng, là nó đo cái chiều cao của lưu lượng và nó sẽ tự động phân tích cho chúng ta. Thì cái việc mà tự động phân tích lúc này thì nó rất là tốt, bởi vì là cái máy đấy nó sẽ tự động phân tích và nó sẽ cho chúng ta những cái đường biểu diễn, tức là những cái chỗ mà nó sẽ nốt lại, tức là có những cái bảng màu ấy
là nó sẽ nốt lại cho chúng ta là cái chỗ này là có giảm 50% lưu lượng so với cả cái đoạn mà bệnh nhân hít thở rất là đều đặn ở đầu ban đêm rồi. Ce que je l'ai pas dit, mais c'est évident, mais il faut le dire. Tout ça dépend de la qualité des signaux. Si les signaux ne sont pas bons, l'analyse, déjà l'analyse automatique va se planter, hein, et l'analyse, même l'analyse visuelle, sera difficile. Donc, il y a des choses simples, hein, déjà que les canules nasales soient bien placées. Si elles se déplacent, le signal est perdu ou devient mauvais. Donc, la première condition, je n'ai pas dit, mais c'est très important, évidemment, c'est la qualité des signaux. Và cái việc mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái tín hiệu của các cái kênh đó là phải tốt đã. Bởi vì nếu mà tín hiệu không tốt thì chúng ta cũng sẽ chẳng phân tích được gì cả. Ở đây thì chúng ta sẽ phải xem là khi mà chúng ta lắp đặt máy cho bệnh nhân thì cái lưu lượng khí đấy nó phải đúng ở mũi của bệnh nhân. Và đôi khi bệnh nhân ngủ thì nó có thể lệch sang trái, lệch sang phải, thì khi đó tín hiệu của chúng ta không tốt thì cũng có thể là không phải là cái cơn giảm thở đâu. Muốn hỏi là theo định nghĩa của giảm thở cũng như thở ấy là trên 50% là mình đã được cốt rồi, nhưng mà trên 50% nó không đến cốt gì cả, thì trên bản thân đấy mình vẫn tự theo cái là trên 50% kèm với cả cầm với cả ý thức hoặc là cả đặc thù oxy, tất cả hai luôn. Hiểu câu hỏi của Nhi, tức là vừa đã giảm trên 50% rồi. Nhưng nói luôn bằng tiếng Pháp đi. Tức là giảm trên 50% mà không có giảm được bão hòa oxy máu, cũng không có micro EV, thì làm sao được cốt là giảm thở được? Nó chưa đủ tiêu chuẩn. Trên 50% rồi, nhưng mà không được cốt là giảm thở. Bởi vì và mà, tiêu chuẩn là và mà. Dr. Ninh, question. Si le patient avec la réduction de amplitude supérieure à 50%, mais pas de désaturation, pas de micro-event, on va le hypopnée ou on peut, non, on ne peut pas dire hypopnée, non. Non, parce que justement, la diminution d'amplitude, est-ce que ce n'est pas un déplacement du capteur? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une obstruction nasale? Non, il faut absolument avoir les deux critères, diminution d'amplitude et soit des saturations, soit micro-éveil. Parce que la diminution d'amplitude, elle peut être liée à autre chose, hein. Simplement une obstruction nasale ou le fait qu'il y ait du liquide, sécrétion nasale qui bouche un peu les lunettes, etc. Ma câu trả lời của thầy là trong trường hợp mà có giảm trên 50% nhưng không có kèm theo giảm độ bão hòa oxy máu và không có vi thức thì không đủ tiêu chuẩn để cốt là cơn giảm thở. Bởi vì khi đó nó có rất nhiều các cái yếu tố có thể ảnh hưởng, bao gồm là bệnh nhân có thể tắc nghẽn ở mũi thì cái lưu lượng cũng giảm, rồi là cái capter ở mũi đấy thì nó sẽ bị di chuyển thì khi đấy thì cái lưu lượng cũng giảm. Và bệnh nhân mà bị chảy nước mũi thì cái lưu lượng cũng bị giảm, cho nên là mình sẽ không đủ tiêu chuẩn để đánh giá đấy là giảm thở. À, em hỏi thêm gì thầy có nói về có cái đo đánh giá cái gắng sức của hô hấp nhỉ? Thì em đang không biết là cái đo áp lực ở cái vùng thực quản này nó có ưu việt gì hơn so với đo cử động một bụng, thì liệu rằng là em chỉ cần cái cử động một bụng thôi, em không quan tâm đến cái một cái kênh gì đó thực quản này thì cũng được không? Áp lực ở trên xương ức thực quản hay là áp lực ở trên xương ức, áp lực trên xương ức, bởi vì là không biết là cái này nó có ưu việt gì so với hai cái đấy không, mà cần thiết phải có cái đấy. Une autre question est là, y a-t-il des différences entre on mesure les efforts respiratoires par pression sous-sternale ou par le mouvement thoracique et abdominal? Non, c'est bien corrélé. Les montrer l'équipe d'Angers
qui a mis au point la mesure de la pression substernale a bien montré que c'était bien corrélé aux autres systèmes de mesure, que ce soit la pression œsophagienne, la méthode de référence, que ce soit les sangles thoraciques et abdominales, les mouvements. Hein. Donc, ça a été bien démontré que les variations de pression substernale sont bien corrélées aux autres méthodes de mesure des efforts respiratoires. Câu trả lời của thầy thì là giữa hai cái phương pháp đo này thì nó cũng có một cái mối liên quan đến nhau. Về mặt mà chúng ta đo cử động bụng thì là đấy là một cái phương pháp mà đã được chứng minh từ lâu, nhưng mà còn cái mà áp lực trên xương ức ấy, thì được phát triển bởi các cái đồng nghiệp của ông ấy ở thành phố Angers, thì là nó được tích hợp vào cái máy CDLEX như thế, thì nó là một cái kênh để giúp cho chúng ta tham khảo thêm. Bởi vì là đo đa ký thì chúng ta biết rằng là nó có rất là nhiều kênh, tại sao lại gọi là đa ký, bởi vì tuột kênh này thì còn có các kênh khác để chúng ta tham khảo, và tất cả những cái đó thì đã đều được chứng minh là nó có mối liên hệ tức là tương đồng với nhau khi mà người ta đo cái áp lực ở thực quản ấy. Đo áp lực thực quản là cái đo áp lực chính xác nhất, thì tất cả những cái phương án đấy thì tất cả những cái phương án đo khác thì người ta đều so sánh với cả cái áp lực thực quản, người ta đều thấy là có sự tương đồng. Il y a que le système CIDEC qui utilise ça. Après, tous les autres systèmes n'utilisent pas la pression substernale, mais c'est une méthode intéressante. Và chỉ có cái máy CIDEC này là có cái đo áp lực trên xương ức thôi, mà các cái máy khác thì nó không có cái áp lực trên xương ức đâu. Và thầy cũng nói rằng là cái đo áp lực trên xương ức này là một cái kênh khá là thú vị, chắc là chỉ có Pháp mới dùng. Le double intérêt enfin, de CIDELEC, c'est la pression sanguine et surtout l'analyse des sons, l'analyse des sons respiratoires et du ronflement. Và cái kênh áp lực ở trên xương ức này nó hay ở một chỗ là nó có một kênh thôi, mà nó giúp cho chúng ta đo được hai thứ, giống như lúc nãy thầy đã dạy, là đo được cả cái áp lực trên xương ức và đo được cả cái âm thanh của cái tiếng máy nữa, cho nên là nó thích hợp được chúng ta ở trên một và trên hai. Après, les autres systèmes sont... Moi, je n'utilise pas du tout CIDELEC, par exemple, mais j'utilise système NOX, RESMED, système ALICE, Philips. Il y a beaucoup d'autres fabricants de matériel d'enregistrement polygraphique, polysonographique, qui sont très, très, très bons. Hein. Ngoài CIDELEC ra, thì còn có rất là nhiều các cái... hãng khác mà cho chúng ta những cái máy đo đa ký hô hấp và đo đa ký giấc ngủ cũng rất là tốt, như là ResMed hay là Philips. Bon, pause déjeuner. Pause déjeuner. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ để nghỉ trưa nhé. Bắt đầu chiều từ 1 giờ đấy. 1 giờ đến 2 giờ. Chú hỏi mấy câu anh phải bớt thức ăn để lên kịp 1 giờ. Dans le monde entier, il y a une
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.